Hold up. Wait a minute. Tự nhiên đứng nói gì không chạy vậy? Hello. Bây giờ là nhiệm vụ là gì? Quên mất tiêu rồi. Đi mở cái TV lên nè. Mở cái TV đồ lên. Đi. Giúp nè. Rồi xem cái TV này nói gì. Ê, cái gì đây? Trời ơi, tự nhiên đi ra đây coi cho nó cảnh gì vậy? Ông của tôi nó bị lắc gốc rồi. Chết để reset lại cái. Của tôi nó bị lắc góc nhìn á, nó bị lắc góc nhìn nên là kêu mình giữ im lặng á, anh đừng đi. Nè, cái game à, nhớ rồi. Trong cái map này hình như là phải tìm 48 cột băng. Nhìn xung quanh này tìm gì? Tìm 48 cột băng nha. Vậy trên kệ nhất mà. Ờ, trên kệ á, cứ lấy trên kệ đi. Thấy giờ 247 không? Lấy một cái là nó hiện thụt xuống một cái. Đừng để chết nha. Ai chết vậy? Ngọc. Đứng lên là nói. Đừng có đứng trước mặt nó, cứ đi sau lưng nó thôi. Đi xa xa. Đi sau lưng á. Đi xa xa nó không thấy, đừng đứng gần nó làm gì. Nhưng mà mở TV mới nhặt. Mở TV mới nhặt. Quên mở TV mới nhặt. Ai đi đi đi. Tự nhiên đứng nói gì không chạy vậy? Gì dưới cái tủ rồi, ông làm bất ngờ quá sao thấy được. Ok. Bây giờ chia vị trí đi. Mở TV em luôn bên đây vị trí đi. Ê, lút đi, cần gì chia vị trí, ai cứ lút đi. Con này, ai nhìn con này khỏi để nhìn. Chỉ vị trí đi. Cứ vừa đi vừa lút né nó là được rồi. Khó lắm. Né dễ mà. Vậy tôi lướt bên trái nha. Không với Ngọc đi bên phải đi. Né dễ mà. Cứ nghe tiếng chân bật mắc volume lên. Bật mạnh volume lên, nó gần tới là nó phát ra tiếng động ấy. Ý là ông ấy ngọc bên phải đi. Tôi đi bên trái, tôi né nó chưa. Rồi, xong luôn. Hay gì vậy? Hoài đút. Cảm ơn em rồi nha. Mình phải đi từ từ chứ, đi nhanh nó nấy. Đi nhanh nó không thấy đâu, em phải chạy. Bật TV rồi mới lượm, bật TV rồi mới lượm. Nó đuổi là em phải chạy. Rồi, chạy kịp mà. Chạy được. Chạy ngon luôn đi chứ. Cái đâu? Đó, trời, nhọc chết nữa. Báo rồi đó, bắt đầu rồi, báo rồi đó nha. Có dấu hiệu rồi nha. Hay là Ngọc làm cái nhiệm vụ này đi. Đây rồi, đâu rồi, Ngọc đâu rồi. Ngọc đứng ở góc là nhiệm vụ. Ngọc đứng ngay góc nè, Ngọc. Đây nè, quay sau lưng. Ngọc đứng ngay góc rồi nè. Em đứng đó làm gì? Đứng đó để chỉ nó đi hướng nào để anh với hát lụm cho okay, nè. Ok. Nó đi cái hướng. Rồi cắn không hết. Mình không biết góc nào á, Ngọc đứng vô góc đó, Ngọc chỉ hướng đi. Okay. Mở TV lên cái nữa. Okay. Đứng vô cái góc tường á, đứng vô góc tường á. Đừng có đứng ở đây, góc vô cái góc tường hồi nãy anh đứng á. Nè. Cái góc tường, biết cái góc không? Góc tường này nè, góc vuông này nè. Ồ, tốc độ. Vô làm nhanh rồi chứ. Tốc độ lên. Nó bắt ai rồi kìa. Từ nó dí qua. Đừng sau lưng có rồi. Đứng yên tại chỗ, cứ đi lút đi, vừa lút vừa nhìn. Ba thằng chia ra lút. Đang chỉ Ngọc cái chỗ đứng nè. Khỏi, cho Ngọc đi lút đi. Rồi. Vừa đi vừa lượm một cái là một lượm một cái là nhìn ngay. Đúng không? Rồi, thấy bà đâu rồi? Kìa, nó có chú Ngọc kìa. Đâu không phải, em bên đây mà, nó bên trong. Rồi, thông, rồi. Một vả. Ủa cái này nó dí là mình vẫn bị mất thể lực ha. Ừ, mới mất thể lực á. Cho nên mới nói là lấy một cái rồi nhìn nó, hiểu không? Nhìn nó một cái, cứ lấy một cái mình nhìn nó một cái, nó ở đâu? À, cho bạn TV chưa? Bạn TV chưa? Mở rồi, cứ lượt đi, thôi đi. Để tôi nhìn nó cho, đi, tôi nhìn nó cho. Cứ lấy một cái là nhìn nó. Nó đang đi về hướng bên trái. Đang tới. Nó đang đi về hướng bên trái. Nó bên em nè, ui trời. Nó đang đi bên cái khá bên trái á, nó đi bên trái á. Ok. Nó đi về phía cuối dãy kìa. Rồi nó đang ở góc bên trái nha. Tốc độ. Ừ, nó đang góc bên trái. Chạy đi. Nó đang đi góc bên trái, ở bên trái á.
Ừ, nó bên trái, nó bên trái. Cái này đi xuống cuối dãy bên trái rồi. Ê, nó đi về bên phải kìa. Nó chạy ngược bên trái rồi. Tôi vừa chạy, tôi vừa coi vị trí cho. Nó đi về bên phải kìa. Nó qua mình kìa. Nó bên kia hoài ta. Bên kia. Ê, nó chạy bên phải kìa, nó về bên phải kìa. Mẹ tao rồi, thấy mẹ nó về bên phải kìa. Thấy tao rồi. Ôi đồ, nó về bên phải rồi, nó xong rồi rồi. À chưa, chưa xong. Ôi gì? Nó đi xuống dưới dãy kìa. Tới chỗ em nè. Dãy. Nó phải. Đi vậy? Đâu mà bây giờ còn có cái cổ cúp điện nữa à? Đi. Cái đèn pin đâu? Cái đèn pin đâu? Không có lượm đèn pin. Rồi mẹ. Rồi nó dí ai rồi? Thằng nào la to nhất thằng đó bị dí. Cái này nó update lên rồi. Đèn đèn pin. Đèn pin trên kệ cơ. Bây giờ cầm đèn pin đi. Ừ. Cầm đèn pin đi. Ê nó kìa nó kìa, khoan khoan được TV đi. Rồi đi lượm đèn pin đi. À bất ngờ quá. Đèn pin em có 3 cái nè. Thả 1 cái ra. Rồi. Chỗ kia có đèn pin kìa. Ngọc có đèn pin kìa. Để em rớt ra nè, đâu rồi? Tự lực cái gì? Ông không lụm đèn pin đi, ông tự lực lát nó đâu. Để rồi. Chạy Ngọc. Thì nó kìa Ngọc. Ngọc độ đi. Chết à, chết. Trời ơi, nó dí Ngọc rồi. Ta nhìn thấy là biết, ta phải chết rồi. Các bạn em nghe nó huy đi nha. Chơi tắt đèn ra chơi lại á. Rồi, nó sẽ đi. Ui, chơi. Ấy quên, chưa bật điện. Chưa bật tivi. Rồi, nhặt đi. Đi, nó qua bên trái kìa. Nên nó đi về cuối dãy bên trái kìa. Nó đang đi qua bên phải nha. Ui, nó qua chỗ mình kìa. Nhặt một cái rồi mình né đi chứ đừng có nhặt liên tục. Rồi, dí ai rồi. Có đèn pin đây nè. Ôi rồi xong rồi. Ai à. Sao nó dí lẹ ta, mình đứng xa mà không thấy. Có. Nó update luôn cái tầm nhìn của con này rồi. Nó update cái tầm nhìn con này rồi, đứng xa cỡ nào cũng thấy á. Vậy phải né góc. Né nó ra. Né cái góc nhìn á, né góc nhìn của nó á. Cái kiểu diễn dính á hả. Kìa nó đi xuống kìa. Má còn mệt nữa trời. Bật TV chưa? Rồi, Ngọt bị dí rồi. Map này càng đông càng lâu á. Hay là bây giờ Ngọc với Thông là đứng một góc đi. Một người góc thôi, hai người nhặt cho lẹ. Ok không? Một người góc đi nha. Chứ càng đông okay, càng thọt. Góc đi nó đông tới góc đâu. Càng đông càng thọt á. Ừ, nó không có xuống góc đâu, nó chỉ xuống ở dưới dãy giữa rồi chạy lên à. Ừ, không có góc đâu. Nó đang ở bên phải. Phải. Nó đông lắm đi. Nó mình thấy nó bên nào thì mình chạy mình ngược phía bên đấy là chứ có gì đâu trời. Nó không phải nè. Cứ nói nó bên nào là được. Ok, nó đang đi. Đó, nó chạy sang bên này thì mình chạy bên kia. Thấy không? Nó đang qua đó. Cái gì? Không có gì phải sợ cả. Ý có cái nút file gì nè. Có nút file trên tường á. Thấy chưa? Không cần cái để đó là... không cần để mấy cái đấy làm gì. Mới đi lập băng đi. Ủa lát tắt đèn chắc là vô cái nút file để mực đèn hay sao á. Ừ. Cái đó giống cái chuông. Chuông báo động á. Cái bên kia. Ừ. Nó đang đi qua cú dãy nha. Ấy cứ trời. Ờ hết. Không gì nữa. Ủa con này nó nghe mình đi đúng không? Không. Ừ nó nghe theo cái tiếng của mình á. Vậy bấm cái chuông á cho nó qua đó xong rồi mình chạy đi lụm. Chưa? Rồi. Cứ đi. Đó bên kia rồi, chạy bên đây. Kệ nó. Giống mình dụ nó qua bên đó. Có gì phải sợ cả. Ngồi xuống. Đâu rồi? Ngồi xuống đi. Ai ngồi cái em nè. Không, cái mắt nó đỏ dễ thấy đó, cái mắt nó đỏ. Ở bên kia thì mình bên để đây. Đi qua anh kia đi mà. Để qua anh qua kia bật cái đèn. Nó đang bên dãy bên trái. Bật đèn trước nè. Dụ nó qua kia. Ê. Rồi, dụ qua trái rồi. Đi bên phải nhặt đi, bên phải nhặt đi. Ok. Mấy cái rồi. Anh đang ngay chỗ chuông á.
Rồi rồi rồi, bắt đầu nó đi về bên phải kìa. Nó về bên phải kìa. Ờ nó bắt đi chỗ Ôi, mà. có gì nó qua phải rồi, rồi tôi vụ cái chuông cho. Ông cứ bên đó đi. Đây. Ui, Thấy rồi, thấy rồi, chết thấy hồn rồi, rồi. thấy rồi, thấy rồi. Nhưng mà còn còn bao nhiêu cái băng đó thông gì nhìn thử. Cái tivi đó thui rồi. Có chỗ bật điện không? Có chỗ bật điện không chứ cái tivi đó thui rồi. 15 15 trái. bên đây. Anh nhìn xa mình thấy Góc mà. Anh góc nhìn bên cái đó chuông vậy, kiếm cái góc Thôi khác thôi có thôi đi, cái thôi đi, ông đừng chạy bên đó. Rồi nó quẹo Nó đi lại. quanh cái kìa, đừng đừng nữa, đi vô nó, đi Chết qua phải, đi qua rồi. phải. Để tôi mở cái chuông cho. Anh thấy nó mà. Để có gì tôi mở cái chuông cho ông cứ bên đó đi. Khi nào nó đi qua bên phải rồi tôi nói. Nó đang ở bên trái á, ông cứ bên phải đi, bên trái hình như là mình nhặt hết rồi hay gì á. Chưa đâu, bên đó nhiều á. Bên của nó mới nhiều á. Bên này nhặt hết rồi. Bên của nó đang nó đang đi á, là nhiều lắm á. Ừ, nó đang dọc dọc bên trái á, đang dọc dọc bên trái á. Ê, nó đi xuống ông kìa, đi xuống ông kìa. Rồi, Anh rồi. không ông cháu ông chưa đi. Từ 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 từ. Nó đang ở bên bên trái rồi, đâu cần bấm đâu. Chị nào đi qua bên phải anh đó. Rồi đi ngược về bên phải rồi Ok, bây giờ tao đang sợ bên trái. kìa. Ý nó chạy về nữa kìa, nó chạy về bên trái nữa kìa. Chạy về bên trái nữa kìa. Nó đi về bên trái ở cuối dãy nha. Đấy rồi. Nó đang đi về bên phải. Nó lại ngược về phía cuối dãy rồi, nó đang đi về phía cuối dãy. Nó đang ở cuối dãy luôn rồi đó. Nó đang đi ngược lên kìa. Mà bao nhiêu cái đó vậy? Ủa? Nó không tìm thấy Từ cái nào từ hết từ vậy? từ. Ừ, nó đang ngay chỗ cái tivi nó Đây đây đang. đây. Rồi rồi đi xuống dưới rồi. Đi nó vòng ngược Còn lên này 10 kìa, cái đi đó xem thôi, còn 10 cái đó thôi, còn 10 cái đó thôi, từ từ. Còn 10 cái đó thôi. đi. Nó quành về kìa. Còn 10 cái đó thôi. Nó Má đừng báo vô nha. cái nữa. Đừng anh em làm báo lúc này nha. Đây rồi, có một cái ở đây rồi. Ở đâu rồi? Anh đang cứu dậy, đang cứu dậy. Ý nó thấy kìa. Vậy vậy vậy. Thấy đâu? Rồi rồi rồi. Còn 9 Ô, cái. ông đi qua bên phải đi, ông đi qua bên phải đi. Cái. Ô, nó chạy về bên phải kìa. Cái Rồi đi qua bên trái rồi, qua trái rồi, qua trái rồi. tám cái Đọc coi chừng bị yếu thể lực đó nha. Có nước đồ không? tám cái thấy mấy đâu này Có nước có bánh đổ trên kệ đó Ngọc. tám Đi cái ra đó nha. Kia đó bảy cái. Kìa 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 kìa, nó đang bên vòng vòng bên trái, đi về bên phải kìa, nó đang về bên phải kìa. Đây rồi, còn hai cái bên này nữa. Nó đang đi ngược cuối dãy nha, nó đang đi ngược cuối dãy nha. Rồi về bên trái rồi, về bên trái rồi. Ngay chỗ tivi, ngay chỗ tivi. Đâu rồi? Về ngay chỗ tivi á, bên trái, Đâu đâu rồi đâu về bên đâu trái đâu rồi. Đây vô cái rồi. Nói kìa. Tôi lên coi vô. Mẹ rồi. 6 cái nữa. Ừ nó mệt rồi. 6 cái nữa, 6 cái nữa. Từ đi, từ đi. Đâu cái nữa. Ok, vậy để trong Ông có đi. bị choáng gì không? À, không bị chó. Có bánh đồ trên kệ nhưng mà hơi khó đấy. Vậy Biết mà. là chắc còn bên trái á. Ok. Nó đang gần ngay chỗ tivi nha. Đang ngay tivi. Nó về bên trái rồi kìa. Nó về bên trái rồi, về bên trái rồi, về bên trái rồi. Đi ngược xuống, đi ngược xuống dưới dãy, dãy cuối dãy. Rồi, thấy rồi. Đây này ở cuối dãy, cuối dãy. Ở chỗ bên phải nha. Ở đây đi ngược lên chỗ tivi á. Bị chết rồi, bị chó rồi. Khoan. Có nước không? Đó, có nước, có nước. Ông đứng vô góc tường không uống nước là được. Không có bánh nước gì không? Có, sao à? Đâu ta? Nè em đứng góc nè. À, nó Rồi đó. càng nó càng ngay Nè nước. chỗ chỗ sáu sáu cái Rồi rồi rồi, băng cảm ơn. sáu cái băng Rồi nó qua cái máy tính nè. nè chỗ máy tính nè. Ở đây ở cuối dãy. Ở đây đi đâu không ngược chỗ máy ta? tính. Đây cái đây nữa. Đang đi, năm nó đang đi bên phải, bên phải. năm 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 Nó bên phải, nó cái bên phải. kệ bên phải có cái gì lấp ló trên đó kìa. năm rồi Cái năm đèn pin, đèn pin, kệ đi. đèn pin thôi Đèn pin, đèn pin.
năm nó rồi. Đang bên phải nha, nó đang bên phải. Ơ đang đi cuối dãy kìa, nó đang đi xuống cuối dãy bên trái. Nó đang xuống cuối dãy, xuống cuối dãy. Nó về bên phải rồi. Đâu rồi ta? Nó về bên phải rồi. Ủa sao rồi rồi? Để tôi mở kia. Rồi. Không có tiếng gì vậy? Anh mở cái kia rồi, anh mở cái chuông rồi. Không chạy đi, ông thoát đi, ông thoát đi, tôi mở rồi, cái chuông rồi. Rồi, rồi, ok. Rồi nó về cái chuông rồi đó, nó về cái chuông rồi đó. 5. Nó về cái chuông rồi. Hình như là 4 rồi đúng không? Nó đang đi xuống cuối dãy bên trái. Nó đang đi bên phải, đang đi bên phải. Nó đang đi về bên phải. Nó tới cái chỗ TV rồi. Ở đâu đó nhỉ? Thì đấy nó ở đang chỗ TV đó. Chẳng lẽ ở chỗ TV có một cái. Từ từ, nó đang chỗ TV. Đợi xíu tôi lên được. Tôi đang chỗ TV rồi. Cái kệ này hết chỗ, rồi. Tôi đang chỗ TV. À đây rồi. Cái kệ gần chỗ bàn anh luôn. Ơi anh phải kìa, anh anh phải kìa. Nó không cái đó cái đèn pin, cái đó cái đèn pin. Anh đợi đây, rồi. Đây. Tao biết chỗ cái rồi. Nó đang chạy quanh kia. Bốn cái nữa. Còn ba cái. Rồi ba cái nữa. Nó đang bên trái cuối dãy. Nó về cuối dãy rồi, đây về cuối dãy rồi. À chỗ TV có cái nào không trời? Tao nghĩ là cái chỗ TV nó còn một hai cái gì đó. Chắc là ở đó rồi đó. Vậy đợi. Ở đây một cái. Nó đang về bên trái kìa, Hai. Xuống lại cuối dãy rồi, đang xuống cuối dãy rồi. Hai còn ông hai bấm cái. Cái chuông đi, ông bấm cái chuông cho nó chạy về đó đi rồi ông đi tìm. Ui nó lại chỗ ông kìa. Không bắn được. Không ấn đi thôi. Từ từ. Nó đi về bên trái rồi. Rồi đang chạy. Xuống cuối dãy đi, ông chạy xuống cuối dãy đi, ông chạy xuống cuối dãy đi. Nó đang đi về bên phải. Ở đây có một cái rồi. Nó đang đi xuống cuối dãy nha, nó đang xuống cuối dãy nha. Rồi, thấy nó rồi. Nó đang đi ngược lên chỗ TV, đang đi ngược lên chỗ TV. Còn một cái. Còn cái từ từ, nó đang ngay chỗ TV, đang ngược chỗ TV bên trái. Nó còn một cái mà chết tao cay em nha. Đi xuống cuối dãy rồi. Về bên phải kìa. Về bên phải cuối dãy kìa, bên phải ở giữa dãy rồi. Chạy bên trái. Nó chạy lên trên. Nó đang ở bên bên phải, đang ở bên phải luôn á. Nó đi về cuối dãy rồi kìa. Còn cái nào nữa? Nó đang ngay chỗ TV bên phải. Nó đang TV bên phải nha. Nó xuống cuối dãy rồi, chạy rồi. Ủa đang đi ngược lên kìa, đang ngược lên chỗ TV kìa. À, chỗ nào chạy? Khó tìm quá. Nó còn một cái mới khó tìm á. Có khi nào ở bên kệ cuối dãy không? Ta cần tới chỗ TV. TV hả? Không có, chỗ TV không có. Nó đang đâu ta? Vậy đang bên phải qua kìa. Vậy thì nó chỉ ở kệ thôi. Xuống cuối dãy thôi con mà. Ủa chết mẹ rồi. Nó về bên trái đó, đang về bên... Ở từ từ, nó đi về bên phải rồi. Chết rồi. Bị choáng rồi. Nó đang đi về bên trái nha, nó đang bên trái nha. Nó xuống cuối dãy rồi kìa. Ờ ông đứng vô góc đi, đứng vô góc là được rồi, đứng vô góc là được rồi. Nó không có xuống góc. Ủa má, nó còn cái đó đâu chạy. Ê, chết. Ê, nó xuống dưới cuối dãy rồi kìa. Trời ơi luôn. Mẹ chạy qua ấn cái chuông nữa ông dí rồi. Cày thế nhờ. Lấy bánh đồ đi Ngọc. Bánh này nè. Lấy bánh đồ đi. Quá là cay đắng. Chạy xuống góc. Quá là cay đắng. Ngọc chậm quá. Quá là cay đắng. Được, không có cái nào cay bằng cái này. Bỏ TV rồi mới nhặt nha. Còn chỗ này nữa. Còn cái bằng chết tiệt. Để tôi mở TV. Từ. Tí nữa tôi lụm hết. Kể cả đèn pin hay cái quần que tôi lụm hết. Ừ đúng rồi. Để cho đỡ bị nhìn nhầm. Rồi mở TV rồi đó. Chỗ mày nữa. Mày được lắm. Nó đang đi cuối dãy bên phải. Về bên trái rồi. Nó dí ông Thành ơi. Bao nhiêu? Khó
khó quá vậy ta? Mình mà không có đoán được cái đường đi nước bước của nó là khó chơi lắm. Nó đeo bên trái kìa, đeo bên trái kìa. Bây giờ không đi lăng xăng nữa, lút hết một khu rồi chạy sang khu khác. Có gì tôi dụ nó cái chuông bên lút hết bên một khu để hãy sang khu khác. Ở bên trái kìa. Ông lút bên phải đi, để có gì tôi dụ cái chuông cho rồi ông lút hết bên phải rồi bắt đầu dụ ngược về bên kia. Ok. Rồi cứ lút bên phải đi, nó đang bên trái đó. Ủa, ta chạy ăn đây. Ê, nó chạy ngược bên phải kìa, nó chạy ngược bên phải kìa. Chạy ngược bên phải rồi kìa. Cái chuông này hôm nay nó hồi lẹ vậy, hay là buổi tối nó mới tác dụng mạnh hơn ta. Tắt đèn hình như cái chuông nó mới tác dụng mạnh hơn. Buổi sáng thì nó... Ok mày rồi đấy. Còn đèn nó khó đi quá. Nó đang cú dậy bên trái, đang cú dậy. Nó đang đi qua nè. Đang đi về chết, biến bên trái rồi. Đang đi về cú dậy bên trái rồi. Ông có đi tôi canh nó chưa? Nó đang đi ngược về bên phải nha. Nó dòng về bên trái rồi. Rồi. Thấy mẹ rồi, không có đèn pin. Đây, em qua em chăng cái nè. Xuống dưới góc là dưới đây. Đâu? Này dưới đất nè. Này dưới đất. Châu chán thấy không? Rồi. Nó đang ngồi chỗ TV nha. Mày được. Mày được lắm, con khốn nạn. Ở đây có cái chuông đó kìa. Ê, mỗi người một góc chuông đi. Nó đang đi về đây rồi, đang về bên phải rồi. Ê, mỗi người một góc chuông đi, thay nhau bấm. Nó đang bên trái, Không, ông lút hết một khu đi. Nó về bên phải rồi kìa. Nó về bên phải rồi. Ô, bên phải này lút rồi. Nó về bên phải rồi. Ở cuối dãy có một cái chuông đó nè. Nhưng mà cú chạy nó bên phải đúng không? Bên phải. Tí nữa... Bây giờ lút hết bên phải rồi, bây giờ sang cuối khu để bấm cái chuông này đi. Xuống đây. Tại mày lút hết bên phải rồi. Đúng rồi. Chọc chó đi. Nó đâu có đi lại góc tường nữa hả? Nó không đi lại góc tường. Mày chỉ cần bấm xong mày đứng gần đó là được. Rồi mình kêu bấm tiếp đi. Bấm tiếp đi. Từ từ nó hay vòng lợi lắm. Từ từ tôi bị choáng rồi, để tôi uống nước rồi đó. Ok, để xíu. Tôi uống nước đầy nước rồi đó. Rồi. Nó đang bên đó rồi, nó đang về phía bên trái kìa. Nó có đi vào đây không đấy? À không. Không biết nữa. Nó không đi vào góc. Con bên kia luôn thôi. Mày làm gì mày đi vào góc đúng không? Mày làm gì đi vào góc? Ấn đi thôi. Ấn rồi. Thôi. Nó đâu nè? Nó đang tới đó. Đang bên phải. Đi về kìa, đi về bên trái kìa, đi về bên trái kìa. Đợi xíu, tôi tìm đường để tôi đi về. Về cái chuông, nó đang ngoan bên trái đó. Đứng yên nha, đừng đi chuyển nha. Ok. Ngọc di chuyển rồi, Ngọc. Em bên góc đây nè. Đứng về cái chuông đó, nó tới được á. Dạ. Cái góc chuông đó là nó tới được á. Nó thấy là nó chạy tới được á. Cứ đứng bên góc này đi, cứ đứng một chỗ đi. Anh đang đi bên phải kìa, anh đang bên phải. Cái kệ mày có quất. Em thấy cái nào thì em chạy ra, em quất luôn em. Gần em thì em quất luôn. Về bên trái kìa. Không, em qua đây rồi. Mình đứng nguy hiểm quá. Bên nào vậy? Bây giờ nó ở đâu vậy? Nó đang về bên trái rồi, đang về bên trái luôn á. Nó đang bên trái. Nó quẹo người về. Không, nó đang đi vòng vòng ở cuối vậy á. Mày tới tháng à? Lên chỗ TV rồi.
À, bên trái luôn rồi. Còn 5 cái nữa, còn 5, còn 5, còn 5, còn 5 cái, còn 5 cái. Đợi xíu tôi bấm cái chuông. Ừ, bấm chuông đi, bấm chuông đi. Nó đâu vậy? Nó bên bên chuông. Còn 5 cái thôi. Rồi nó đang đi lên trên dãy bên phải nè. Nó đang đi dãy bên phải nha. Rồi nó qua bên trái kìa, nó qua bên trái kìa. Nó đang ở chỗ máy tính. Rồi, qua trái rồi. Chỗ máy tính. Nó đi về cuối dãy, cuối dãy, đi về cuối dãy. Rồi rồi, ở chỗ này, ở chỗ cuối này có một hai cái chưa lượm nè. Tôi lượm rồi, tôi mới lượm hai cái dưới đây rồi. Đây à, đây này con cái nè. Dưới dãy kìa, đi xuống cuối dãy kìa. Đợi xíu, đợi xíu. Đây con cái về bên trái rồi, về bên trái rồi. Ông thấy cái chuông không? Ông bấm cái chuông cái đi. Rồi ông chạy ngược lên chỗ Ngọc rồi, rồi ông đi về bên trái. Nó đang đi qua chỗ máy tính rồi, nó đâu qua qua bên dãy phải. Nha. Chỗ máy tính. Hay là nó mới reo, ê nó về bên phải rồi kìa. Về bên phải rồi. Đứng đứng vô góc đi. Rồi chạy chỗ Ngọc đi. Còn mấy cái vậy? Nó đang ở cuối dãy, đang cuối dãy. Ủa hết rồi mà. Nó đang cuối dãy. Hết rồi mà. Máy rồi. Không nhìn không chưa? Hết rồi, không nó không hiện nữa. Chị phải tìm. Anh lại ấn cái máy tính rồi. TV lần nữa. Từ từ nó đang bên trái, đang bên trái. Rồi, ấn rồi. Qua. Rồi, vô cái vòng màu trắng. Yes. Cầu thang. Chỗ này rồi à? Còn thang gì nè. Chỗ từ nó có cái tờ giấy gì nè. Đâu 94. Vậy là mình ra cái cửa 94 á, mình ra cái cửa 94 á. Đừng cái nói. Hướng, cái hướng ra cái cửa hầm 94 á. À. Leo lên hả? Leo lên, cứ leo lên thôi, leo lên tới số 94 thôi. Trời chống mặt chứ. Ra ai vậy? Đứng trên đường 94 thì ngừng. Có cái tiếng gì kìa. Kể đi, cứ đi tới 94 đi rồi ngừng. Ủa coi tận đâu ta? À rồi tới tầng 8 rồi nè. Vô cực. Ủa gì tầng 8 lẹ gì? Vô tầng nào thì chắc tầng đó. Chứ đừng có lên thẳng lên. Đôi lúc có lửa. Cứ đi tới số 94 là được à. Đôi lúc có lửa. Làm gì chạy đến tới khúc 94. Đâu, ý là tới cái cầu thang nó ghi số 94 là được chứ không phải là chạy đến 94. Ừ. Tại đôi khi mình chạy qua số 94 á mà nó mình không biết á, kiểu như nó bị đánh lẻ á. Có mẹ vậy đâu chạy. 18 nè. Học chạy 18 rồi kìa. Học chạy lẹ dữ vậy. 20. Anh em nào bị tiền đình thoát hộ tôi nha. Mẹ nó tí nữa chứ. Tí hệ. Xem stream xong rồi. 53. Em à em đi trước rồi em chết chưa? Uống thuốc say xe đồ đi. Mấy tiếng nữa té. Hơi say xe anh em nha. Hơi chuẩn bị xe. Nhảy cái tầng trong review có này. Là sao? Tầng trong review là gì? Tầng 94 á? Ở tầng 94 á? Chưa tới mà, mới tới 30 à? Gì em chạy tới 30 rồi hả? Bây giờ nhảy xuống có chết không? Nhảy xuống là chết cái gì? Chưa đúng tầm mà. 33 nè. Cái nhảy xuống nó chết đâu trời. Nhưng mà ông phải leo lên lại đúng không? Ừ. Cực kỳ. Thì chạy đến 94 đi. Nó không cho nhảy cái xuống một cái thẳng này. Nó không cho nhảy xuống thẳng mà nó bắt mình nhảy từng chỗ. Nè. Vậy là chưa tới lúc nhảy á. Chưa tới lúc nhảy thì nhảy không có được. Không được. 40 rồi nè. Ủa Ngọc đi lẹ giờ lên tới 40 nữa hả? 42. Má mày khóc thét. Trời ơi xếp. Mày nhảy xuống chi? Không nhảy xuống được đâu em. 45 nè. Đi được nữa được à. Ủa 4 à 94 rồi nè. 94 rồi nè. Từ 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 đợi mọi người đi. Chết bà em bị trượt chân. Rồi nhảy xuống luôn hả? Nó trắng tươi một khoảng hả? Vậy em nhảy xuống đúng rồi đó. Em bị trượt chân. Anh leo tới tầng 45 là được rồi. Rồi em đi đâu rồi? Rồi vậy tới đúng rồi, em tới trước á. Vậy đợi hai người kia thôi. Trời ơi. Không, mọi người nhảy em mới qua được. Anh leo tới tầng 4. Anh leo tới tầng 45 mà tới rồi. 45 là lên xíu nữa là thấy 94 rồi. Đúng rồi.
45 tới 94. Lên thêm 50 là chúng ta đổi thành 94 đó. 46 là 94 á. Nãy nhảy xuống đi. Đúng rồi. 38. Nhảy xuống đâu rồi? Nhảy xuống phía giữa đúng không? 39. Đúng rồi. Nhảy... tự nhiên hên té chỗ đó, té chỗ cái. 41. Rồi, nhảy xuống rồi nè. 42. Nhảy xuống hoài luôn á. À, cái màn hình lên em chắc chưa. 43. Rồi, tôi luôn rồi. Anh xuống rồi đó. 44. Bên anh nhắn tư phải không? 45. Tới 94 nha nha. 94. Anh nhìn xuống có khoảng trắng chưa? 94 này cứ nhảy xuống thẳng thôi, không nhảy. Khoảng trắng nào? Nhảy xuống. Nhảy xuống. À rồi. Nhảy xuống. Ui. Ngồi xuống trước rồi, giờ đợi ông thôi. Ai say mơ chỗ này hay bị giật mình, giật cái chân lên đúng không nè. Té xuống mờ, té xuống. Tôi đã đăng xuất. Wow, quá trời nhà luôn nè. Rồi qua mạng mới rồi đó. Cái gì đây? Tại vì chỗ này mới bắt đầu qua cái đi inside and turn light off before. Vào trong nhà, vào trong và tắt điện trước khi 10 giờ tối à? Bây giờ mấy giờ rồi? Thấy biết. Ai biết mấy giờ đâu? Nó ghi là gì? Ngày 7 tháng mấy? Thôi mời 4 người một nhà đi, làm mệt quá. Làm ngôi nhà không? Tao nghỉ đây. Mỗi người một nhà nha. Ủa, nhớ 10 giờ tắt điện đi ngủ nha. Em bị choáng rồi, sao ăn được vậy? Đâu? Ta có đồ ăn đây. Không? Ta đi ngủ đây. Có em đang. Có đồ ăn thì chuyển lên lợi. Kéo wow. Xuống rồi chuyển lên lợi. Núp bạn các bạn ngủ ha. Ê, ảnh vào cái giường là núp đó. Anh uống được nè. Không được rồi, từ. Em bị chết rồi. Em kéo vô cái kho. Em không cầm. Em không có cầm gì được chưa á. Em kéo vô cái kho, em bấm chữ Y kéo vô kho rồi kéo lại với cái tay là được à. Rồi mới chưa được rồi. Đó. Nè, đây anh cho cái nước nè. Cái gì mà mấy vòng mà chết tiêu rồi chạy. Em bị choáng. Giờ này còn bị choáng nữa. Anh thuốc vô. Mua trong bên nhà đi, đừng ở chung. Mua hàng một nhà đi. Tí lạc hay sao? Lạc không được mà lạc. Đi ra cái đường hả? Đâu lạc được. Mua trong nhớ 10 giờ tắt điện đây nha. Đây ngủ trước đây. Rồi mình vô đây nấp luôn hả? Được. Vô cái nhà thì mỗi người căng thôi. Nhớ tắt điện khi buổi tối nha. Cõi công tắc trong nhà, tắt bà điện đi. Có đồng hồ không? Có đồng hồ trong nhà không? Không. Không có đồng hồ trong nhà. Tụi mới làm sao biết được 10 giờ chạy. Thì thôi tắt đèn hết đi, cần chi phải bỏ đèn chút. Ở ngoài có mặt trời không anh? Có. Có. Thì nhìn theo mặt trời đó. Mẹ, 10 giờ tối mà bây giờ buổi trưa mẹ ơi. À, buổi chiều chứ. Ơi, cái tủ này núp được. Cái tủ núp được á, cái tủ trong nhà núp được á. Ở dưới giường con nút được đây nha. Vậy là có cái gì rồi. Cho ăn nữa bây. Đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Đừng có mơ mà làm chó là tôi. Đi phiêu lưu đi. Mà làm sao biết mấy giờ mà tắt điện trời. Cái mặt trời nó có lặn. Không biết. Thấy là thấy là cái tủ với là cái gầm giường. Ui, xa xa em thấy cái tàu lao đài gì bay trên cao kìa. Đâu? Khó luôn à. Khó luôn. To lắm. Đây đâu rồi. Đi xuống cuối vậy hả? Anh nhìn theo hướng cái mặt trời á, có. À mà tao mệt quá vậy. Đó ai đi bên đầu nó kìa. Trời ơi. Khu này nhiều dữ trời. Ê có cái xe nè. Lên xe. Lên xe. Đang đứng ngay cái bốt bịch nước nè, bịch nước. Trời ơi. Lại choáng nó rồi. Bịch nước thôi. Đâu nè. Em chỗ cái bồn nước. Em chỗ nào không biết. Hồi nãy ai đứng trước em nè, đằng sau lưng em có ai nữa. Ấy ở chỗ xe nhiều nước lắm nè. Lúc. À em thấy chiếc xe. Hai chiếc luôn kìa. Lên xe. Ủa lên kiểu gì chay. Ép lên được. Tạm biệt mọi người, tôi đi đây. Chơi ép. Có xe khác mà. Sao được chưa? Tạm biệt nha. Để mày xe chở người tù hay gì vậy trời? Có người hay ngủ rồi, vậy người hay ngủ nha. Người hay lâu
Tôi cảm giác sợ quá, tại vì mình cảm giác bị bắt cóc anh em ơi. Sao lại không có người lái? Sao lên xe được? Xe không người lái, xe không người lái. Tự nó chạy. Wow, đóng cửa được không? Bây giờ nhảy xuống có bị nó chạy đi luôn không? Có. Không biết nữa này. Thế rồi, nó dừng ơi. Rồi. Anh chở tôi với cậu đi đâu rồi? Cái gì vậy? Em bị chịu vậy, anh lên xe đi. Không mở cửa được. À, mở cửa tôi. Ừ, sao bắt cặp tôi rồi. Mở đèn anh Ngọc. Đèn pin á. Em có đèn pin. Để em thấy anh không? Thấy không? Thấy. Trời ơi. Rồi. Ơi, rồi sao? Đừng có xuống xe. Là có con gì á, vậy mình đi lại chiếc xe. Đừng có xuống xe. Biết hướng. Ủa, cái xe đâu? Thì tìm xe đi. Đi tìm xe thôi. Đi ba người đi chung chiếc xe đi. Đi. Ừ, tu vô cái xe đó cho chở đi luôn. Trời ơi, mất hết rồi. Đã mất hết. Đi về phía cái lâu đài kìa. Ừ, nhưng mà ý là phải lên đúng cái xe. Phải lên đúng cái xe thì nó sẽ chở tới lâu đài luôn. Hồi nãy cái xe đó nó dí đó, có con kia đâu được đâu. Nãy cái xe có xe kìa. Hai xe đi hướng đúng không? Ông phải nhắm coi cái xe nào nó có thể chạy xuống tới lâu đài á. Đợi đâu phải đâu, mắc cái máy nhà chứ trời. Nó vậy đâu vậy? Ủa cái cây cục nước nãy đâu ta? Mình đi qua cái khúc đó rồi, xe nó chở mình chỗ khác rồi. Cái cột nước ở đằng xa kia kìa, thấy không? Đằng sau kìa. Đi tìm xe khác. Tìm xe khác rồi. Còn nếu không mà mình tìm nhà, lỡ như mà trời tối á, tìm cái nhà nó chạy vô. Vô núp. Xe bên kia kìa, xe bên kia nè, bên hướng bên phải nè, có cái xe xa kìa. Bên phải. Cái em không thấy không? Ông bắt bị ông bắt đi. Ê, bên phải có một chiếc nè, bên phải có một chiếc nè. Buổi tối là ông bà bị ông bắt đi. Cái này nó kiểu như truyền thuyết trẻ con vậy. Hồi nãy đó ông kẹ á. Hồi nãy nó vẽ mấy đứa con nít mà. Chạy lẹ. Chạy lên xe lẹ đó. Lên từ xe. Từ hắn lên. Ở ba người đó. Nè nước gần cái xe nè. Ông hát lấy đi. Ôi rồi núp á. Thì đang lên xe nè. Ôi lên xe nó tự ấy à. Tự đúng cửa. Lên. Núp đi rồi lên. Rồi một người, hai người lên. Rồi, cứ đứng đây thôi. Tự nó đi. Có ai có đèn pin không? Có đèn pin đâu? Có. Tí bạch nha. Mất hết rồi. Đấy bà. Mất hết luôn rồi, một ông chết là tôi cũng mất hết luôn rồi. Em cũng mất hết trong nước mà. Ừ, mất hết luôn rồi. Chết rồi. Sao giật đi cái xe vậy? Đứng xích chưa? Bị nhiều người đứng ở trong quá nó bị lắc. Chết mồi trong giống tôi bị rớt như vậy. Chạy lên trên. Vô đi, chạy lên trên đi, đừng có quay ngược về. Cứ chạy lên trên đi. Cái xe đóng cửa chưa? À hình như trời tối xe đóng cửa đúng không? Cứ chạy ngược lên đi, cái xe nó rung bị trượt ra ngoài á. Cái xe dừng rồi. Giờ là đi lộn chuyến rồi. Xuống đi, xuống tìm nhà đi. Lên cái nhà. Xuống tìm nhà núp đã. Nó dừng vậy để mình núp á. Núp đi. Núp đi, sắp tối rồi. Tối rồi. Cái cửa này. Ôi nhà, núp. Ôi nhà, nhanh lên. Tối rồi kìa, nhanh lên. Tối rồi, nhanh lên. Vô. Tắt điện đi. Cái lầu có gì đó không? Núp ở dưới gầm giường. Trong tủ. Cái nhà này có một chỗ núp. Trong tủ á. Nhà có hai người núp à. Ở dưới gầm giường có người núp à. Tủ không? Ồ, bị choáng rồi, không có nước. Có ai có nước không? Chết mồ, bị choáng rồi. Có đây. Từ đi. Em vô tủ rồi đúng không? Tôi rồi, bị núp, đang tắt tôi rồi. Em mới ấn đại đâu, vô tủ rồi. Cứ từ đợi trời sáng đi rồi quất. Bây giờ bật đèn là chết rồi. Tôi thôi, không thấy gì chưa. Cứ ngồi vô tủ đi. Tôi đứng trên cầm giường rồi. Không bật đèn, đừng bật đèn lên. À, không ai có đèn mà, quên. Không ai có đèn hết. Ủa sao nãy mới thấy cái gì sáng ngoài vậy? Kể đi. Đó đây. Mục tiêu sáng nào đó. Nãy là bị con quỷ ta bị giết. Tao vừa bật đèn lên là con quỷ giết ta luôn. Rồi, tôi bị choáng lắm rồi, chắc tôi chết quá. Hết nước rồi. Đây, ở dưới chỗ cái giường này có nước không này. Không có thấy, tao thui à. Rồi mẹ. Cái gì đó đỏ kìa. Không có thấy. Đó đó. Tao thui à, tắt đèn là tao thui à, không có thấy gì hết trơn. Rồi, cái gì vậy? Nè, nước nè. Ủa, nằm chết à?
có reset hết hay gì mà, đúng không? Để đi. Em còn lon nước nè. Ở kia cái lâu đài kế bên kìa. Đó, ở lâu đài kế bên kìa. Mày từ từ. Cho lâu đài càng ngày càng gần đi. Đem cái xe, phải cái xe mới chờ. Mình bây giờ mình chạy qua đi. Không kịp. Chạy vô mấy cái nhà. Tìm xe đi, tìm xe đi. Xe đó. Hướng này hướng khác rồi, hướng này hướng khác rồi. Càng ngày càng gần cái lâu đài rồi kìa. Mình vô nhà đi, từ từ tới. À, quán nước biết gì trơn trời. Cái hướng này làm gì có đường ta? Ờ nó có đường, có đường, có đường. Cái hướng bên bên nhựa. Bên bên trái có đường. Chỉ thấy đường nhựa. Nãy thông chết. Không có nước, nãy bị choáng. Cái hàng rào này nhảy vào không được. Không nhảy qua hàng rào được. Ui được. Trong nhà không có gì luôn, trong nhà chỉ đi đất thôi. Ở nhà đi đất thôi, nó không có để nước trong nhà. Nước nó chỉ để ở cái xe à. Phải tìm cái xe mới có nước được. Có khi nào trời tối hay rồi, trời ta bị choáng rồi, ta không có nước. Hey, mình đi lại gọi. Đâu rồi, ông đâu rồi, đây nè. Đây. Đằng sau của mày mình đây. Đi lại. Cho tao cái nước coi. Bình thường. Nó hay lưu mình ngay chỗ ngã ba đúng không? Dưới cỏ nè. Rồi ok, thank you. Đi tìm cái xe để lấy nước đi. Ừ, đi tìm cái xe lấy nước nhưng mà trời sắp tối rồi. Cái này nó choáng lẹ lắm. Hình như là nó chỉ choáng một người thôi. Những em người còn lại trong. Này. Vậy à? Nè, ừ. Mới uống lần nước rồi. Phải bỏ rồi. Ba bỏ. Người một nhà không? Ba người nhà. Không, miễn là tắt điện được, không cần hút đâu. Một tích điểm trên ba quả tim vàng á. Ủa, có gì đâu. Ba quả vậy, tham lam gì? Ba người ba quả chứ. Qua nhà đối diện đi. Mà qua bên đó vậy, kịp không? Kịp. Nhanh lên! Qua lẹ đi, qua lẹ đi, qua lẹ đi. Sao nó không chạy nữa? Hay là không có nước rồi đó. Mong là không có bị choáng lẹ. Đi. Đó là lâu đài tình ái mà. À, cái xe nằm đâu vậy? Chưa được. Không biết cái xe nằm đâu luôn. Cái xe đó hay nằm ngay ngã ba. Chính cái đường này làm gì ngày mai tìm. Giờ đi ngủ đi. Ôi, tắt đèn được nè. Tối rồi. Ui, tắt đèn, Để tôi lên lầu. Tắt đèn. Làm có gì chân á. Tắt đèn, đừng đấy, rồi đứng đấy, không được không. Tôi bị choáng rồi, giờ sao tôi bị choáng. Sao cái lúc tối lại bị choáng ta? Không có nước. Kệ đi thôi. Tao bị choáng rồi nè. Ừ, khó mà. Cái này nó bị vướng kia, bị choáng á. Nó hết thể lực lẹ quá, kiểu như mình chạy á, nó hết thể lực lẹ quá. Chết rồi, kiểu này bị choáng rồi, không qua ra khỏi rồi. Không biết nó lưu ở đâu á. Hồi nãy là nó lưu gần lâu đài rồi đó, nhưng mà không có xe. Đợi trời sáng đi. Vậy mình cứ chạy một mạch tới lâu đài đi, vì mình cũng chạy tới mà. Hồi nãy thì mình ghé mấy cái nhà mới đâu mà. Rồi, ủa? Đâu rồi? Ông kia bị choáng rồi. Ai? Ai bị choáng hả? Ai chết vậy? Em biết. Ai chết đi, đâu biết đâu. Em còn sống mà. Ừ, tối thui đâu biết ai chết đâu. Kìa lâu đài kìa. Đi. Tối thui mà, đâu có ai thấy ai chết đâu. Nãy em mới nóc lần nước mà sao chết được. Ê, em còn lon nước nè. Em còn lon nước nè. Thôi em giữ luôn đi. Cái xe đâu ta, bây giờ phải kiếm được cái xe mới đi được. Gần tới lâu đài rồi. Hay là đi trên xe đó mới thôi. Không đi ngược gì đó nữa, cứ đi về hướng lâu đài tìm xe chứ không đi ngược gì đó, không có xe đâu. Cứ đi thẳng về phía lâu đài thôi. Đằng kia có nghĩa ta. Để có đi lên chỗ nào cao cao để nhìn thôi. Hay là đi xe tới lâu đài đó mới cho qua màn. Ừ đúng rồi, phải đi xe tới lâu đài nó cho qua màn. Ở trong nhà lại không có nước. Gần đây làm gì có xe ra, đi ngược lại chứ. Sao đi ngược được. Đây làm gì có xe. Nó hay
hay đậu ngay mấy cái ngã ba. Đây, có xe đây, có xe đây. Đây. Anh đang đứng này. Đi lùi về sau, đi lùi về sau. À kìa kìa, thấy rồi. Thấy chưa, thấy chưa. Không thấy anh á. Đông đó ta. Đây. Má bị choáng chứ. Nghe lên đi em. Tốc độ đi. Vứt. Đây rồi. Ủa, chúng mày đâu rồi? Ê đây, đang tới. Đi đâu xa vậy? Á à, sai vậy cha. Tốc độ đi em. Ở đây có nước nhiều lắm. Nhanh lên. Hurry up. Hurry. Dưới lâu đài có dây thừng leo lên nhưng mà cái xe nó mới chở tới lâu đài được. Còn mà đi bộ tới đấy không kịp. Nước đâu không có thang nào. Ông nội nào nhanh lên. Đó. Rồi. Lên xe. Lên. Lên lên lên. Ok đi. Ơi. Mẹ. Nhảy nhảy lên. Nhảy xuống. Á đồ ma xe vẫn chạy. Is. Thôi. Thôi mày đéo được. À ai. Chứ mình ông nội nó chạy cuối vậy. Nặng quá, ông lên rồi. Không mình vô nhà núp đi, cái xe nó cũng chạy. À Ngọc chạy mua sớm quá. Đợi thông mới chứ. Đẩy ra hết, đẩy mọi người ra. Cái xe đi theo hướng đó đúng không? Ê, ở dưới là chạy ở dưới là chưa có cái gì nè. Ê, có ai có lon nước không? Alo. Vô hết hả? Có. Nè nè em có nè, em có nè. Nè rồi đó bạn nha. Tắt điện. Trời ơi, khỏi thấy đường uống nước luôn. Em mới bất kìa. Sao mà thấy được? Cứ đi vòng vòng xem coi. Coi chừng mở nhầm cái cửa à. Thôi cứ đứng yên chỗ thôi chứ tới khu vực bò mò chứ. Ghé qua đêm nay là có lần nước liền. Má vừa uống nước xong nó bị choáng rồi. Bà mày ra mày. Thông minh lắm. Cái tiếng gì vậy? Ê! Nó ở ngoài cửa kìa. Ê! Nó đang ở ngoài cửa kìa. Có hai con mắt đỏ lòm kìa. Tôi đang bị choáng lắm rồi. Tôi test rồi. Ôi rồi cả đống luôn. Không sao, đi tìm cái xe rồi chạy chỗ kia luôn được. Rồi, không có lần nữa. Cái xe là nãy là nó nằm ngược hướng này đúng không? Ừ, nằm ngược hướng. Đằng sau rồi nè. Ok. Ở cái bên kia có mấy lon nước rồi kìa. Là quất lẹ đi. Ai chưa có thì lấy thôi. Em chưa có nè. Nó có rồi. Nè em vứt ra xong rồi mất rồi. Ủa vứt ra thường anh chết thì nó phải sell cho. Không có. Có hai lon nè, ai lấy hết đi. Tốc độ đi. Ôi em chán rồi, em chán rồi. Lon đi. Rồi, lên đi. 1 2 Từ. 1 2 3 lên nha. 1 2 3. Lên. Rồi. Hãy đâm vô vách tường. Ý gì vậy? Sao nó nhảy xuống vậy? Rồi. Cứ đi. Tại vì cái xe đẩy mình xuống á. Ờ, cái xe nó đẩy mình xuống á. Xe này nó đẩy, xe này lắc quá. Hồi nãy đâu bị đâu, ba người nó bị lắc quá. Thực ra có hai chiếc lận á. Hai chiếc nó đi hai hướng mà. Game lưu ở khu vực ngõ má di chuyển dần đến nào chết đợi sáng rồi chạy đến lâu đài. Như thật. Em gì có. Nó tua về chứ cũng qua bố. Tôi về chỗ cũ. Ủa sao nó trường rồi. Cái nhà nó gần lâu đài nhất. Cái hướng cái xe nè. Cái nhà này nè. Ừ, một lát mình quanh ra cái xe gió lẹ. Sao cái xe lại dừng vậy ta? Thì mình để mình núp á. Hay là nó hết xăng rồi nó không cho đi chứ. Không, bị núp á. Vô. Hai người cái nhà này đi. Để tôi nhà này cho. Có nước không? Anh. Ủa, tao bị chán rồi. Hai người nhà đó đi, tôi nhà này cho. Trời tối chưa? Trời tối rồi kìa. Trời bị tối rồi kìa. Tắt điện vô, nha. Vô tưởng rồi. Tắt điện nha. Tắt đi. Từ từ. Ok.
bỏ tù đi. Xuống gầm giường nha. Ok. Em đi tù. Tủ má trời cho tối mà. Nó tối đâu? Còn sáng trưng kìa. Tối, chưa từ từ đi, từ từ đi. Cái nào cái hết cái bóng của cái căn nhà nó di chuyển á, nó qua tối. Tắt đèn trước là được, cứ tắt đèn trước là được. Rồi tắt rồi. Anh đứng yên cho nó giữ lực đi, anh nhảy nhảy. Đứng yên cho giữ. Rồi, tới em bị chán rồi. Còn nói chưa? Tao mới uống nước mà. Em mới nắp lon nữa. Kỳ gì? Hết hết rồi. Nhanh chán quá. Game mình nhanh chán cái chạy là nó hết thể lực nhanh lắm. Rồi tối rồi. Tối rồi, tối rồi, tối rồi, tối rồi, tối rồi, tối rồi, tối rồi. Đúp 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 đúp. Hay hay cái xe dừng rồi mình xong tới cái chỗ ấy đi. Cứ núp đi rồi 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 kìa. Ông kẹt tới rồi. Cái vụ choáng này khó quá nha. Hồi nãy giờ vậy là nó bắt mình chạy rồi đó. Dừng nó, là chết chắc. Nó rồi, nó ngoài kìa. Đang vô nhà bên tôi rồi nè, đang mở cửa nhà của tôi nè. Không, nó cầm cái lon ở ngoài thôi, như là ma lon ở Việt Nam á. Nó cầm lon nó sóc sóc ở bên ngoài thôi, cái đó nó không ở nhà đâu. Tao thôi sao biết được. Tao vừa thấy nó ngoài cửa sổ mà. Nó cầm ba cái lon nó còn lắc á. Để nó kêu mình ra. Dụ nít. Ừ, nó dụ nít mà, giống kiểu ma lon ở Việt Nam vậy. Nếu nó bắt ma lon ở Việt Nam là bắt được là nó ký cho què giò. Còn cái lon vô cái chân rồi nè. Nhà khẩu là lợi đó, từ từ để đợi trời sáng đi. Anh chưa? Vẫn còn tới thu ra, vẫn còn tới thu ra. Kìa kìa, bóc mặt trời lên rồi. Ra ngoài đi, ra ngoài đi. Sẵn rồi, chạy. Chết bà chán, em sắp chết rồi. Lên cái xe nó có giữ hay lực không? Không biết nữa, không có nước nữa. Đi. 3 giây nữa. Ở cái xe có nước không? Không đâu. Rồi quá chạy bánh nha. Rồi thua rồi, thua bye rồi. Bye bye. Thua rồi, Ngọc bị choáng rồi. Ây da. Cái lúc đi lại xe lại đã uống một lon. Lôi anh em Trần Nhật Tân nha. Đâu để coi thanh thể lực coi, coi thanh thể lực đi. Thầy luôn mà. Ừ, đường ăn đầy thấy không? Đi ngược về hướng đây. Đi đâu vậy? Đó, chạy lộn đường rồi hết thể lực. Đây mà. Đâu rồi. Đây nè, em chạy đúng mà. Rồi, ông Hào đi chạy sao vậy? Tao đang chạy về phía trước khỏi con xe, mẹ đi xe đi chậm quá. Tôi đang cầm một lon rồi nè. Đằng xe có. Tao cầm một lon rồi nè. Cầm. Ui đằng đây quá trời luôn nè, vô tư luôn. Ba lon lượng. Phải một lon, ba lon lượt. Gọi lên không? Hai nhà hai lon vậy? Lên. Không đọc một chút gì. Lên. Ủa? Lên. Sao cái xe này gì kìa? Đâu ba, chuỗi khứa này nữa, nhảy lên chậm quá. Ai vậy? Ông hát nhảy xuống kia rồi. Không, mà thanh niên thông, thanh niên cứ nhảy lên chậm quá làm tao chạy. Tại vì Ngọc lên trước, mình đập cái xe tôi chạy là không kịp á chứ. Ngọc lên sớm quá, anh em chờ Nhật Tân nha. Sớm quá, ông chưa chạy lên. Sao đi bộ ông theo nhanh hơn đi xe ạ. Cá luôn. Thử không, thử. Rồi, xe nó gần rồi kìa. Gần rồi, đó. Xe đến nơi nó gần rồi. Thôi xuống rồi. Vô nhà. Em ngồi trong xe thử đi không, nó có đi không? Không, nó không đi nữa. Ê, nhìn tao lên nè. Nhìn tao lên. Thôi vô đi. Nhìn tao lên xe tao đi. Giữ hai lon á, có gì ông hết thể lực thì ông kia. Anh lên cái nhà trên đồi nha. Tao có hai lon mà, yên tâm đi. Ngọc có trên nhà trên đồi á, còn tôi nhà đối diện. Đéo chạy đâu mà chạy. À, đúng rồi. Nó dừng rồi. Thôi vậy mình có nước rồi, mình vô nhà thủ nhà đi. Nè, mình đi nấp rồi. Tắt đèn sẵn đi. Không phải tắt đèn nữa. Cũng phải tắt chứ, không tắt là nó vô nó lục nhà á. Nhiều chứ. À, xe gì lát chạy, rồi, chạy, lát trời vừa tối chứ. là nóc nước liền. Nó tụt để lục nhanh lắm. Để lục nó đang tụt không phanh nè. Cảm ơn anh em chờ Nhật Tân nha. Lâu quá. Một trời đổ bóng rồi.
Hôm nay đi chợ nhật tân nhá. Con coi vậy không rủ. Ui ai mở cái cửa gì? Đại đâu. Vô. Cái nào cái bóng nó chạy đi lúc đấy mê tối. Giống kiếm á. Từ từ. Cầm sẵn chai nước đi, tí bú đi. Cầm sẵn chai nước đi. Tí nó mà vô là quất luôn. Tôi bú nước rồi, tôi bú nước, tôi nước xuống giường rồi. Đợi nó hù rồi hãy bú. Rồi. Rồi, vô. Chịu bóng rồi đó. Nó sụp lẹ lắm, nó sụp tối lẹ lắm. Núp đi, núp bên tủ đi. Tôi đi ngủ đây. Nhây vậy vô đi ba cái gì mà cần gì phải đóng vội anh em. Cần gì là phải đóng vội. Đứng ngoài luôn. Di chuyển theo xe đến lâu đài. Xe dừng thì trốn, sáng rồi đi tiếp thì đó. Đang làm y chang như vậy còn gì nữa. Cái hậu đủ nước rồi, lâu lâu bị choáng. Choáng ngang. Giờ ai cũng có hai lon đúng không? Đâu có, làm gì ai có hai lon. Đã có một lon à? Em có hai lon nữa. Nãy kêu mỗi người lút một lon, em lút sịt sịt hai lon. Hôm nãy tao cũng lút hai lon mà vừa bị choáng xong nên vừa uống xong á. Vậy là còn một lon, em cũng còn một lon. Lâu thế. Từ hết ù ù đó. Họ lắc nhạc lên á, lắc nhạc nổi lên chừng 3 giây sau là nó sáng. Rồi, sáng rồi. Hai. Chạy ra ngoài được chưa? Đang. Rồi, sáng hẳn rồi đó. Hên quá, cái thanh thể lực nó còn. Rồi, lên xe, lên xe, lên xe, lên xe. Từ từ lúc nha. Mình đi vô tủ nó đâu mất thể lực đâu. Từ từ nha, từ từ nha. Ok. Cái gì mà lên xe sớm quá, từ đợi người 1, 2, 3 lên xe nha. Chưa 1, 2, 3. Đi sâu vào trong luôn, đi sâu vào trong luôn. Rồi. Rồi. Cẩn thận rớt nha, cẩn thận xe rớt. Rồi, tao bị choáng rồi. Hầu gì phía trước đi. Ủa sao xe chưa dậy nữa, dậy đi. Có gì xe sai vậy? Xe đéo chạy nữa. Có xe không dậy nữa. Lên lại, lên lại, lên lại. Không, một người lên là nó chạy rồi. Thôi tiền xe khác thôi. Xe xăng á. Xe lỏ rồi. Xe của bắp. Vậy là phải đi bộ đến đấy à. Sai sai rồi, sai sai rồi. Không có thể lực đó. Không có đủ nước đó. Kệ, bây giờ chạy bạt mạng tới đó đi. Ừ, cứ chạy thôi, chạy cắm nào chạy thôi. Cái tôi thấy là không đủ nước rồi đó. Để bật mạng luôn. Chết mồ rồi, còn thanh thể lực còn có 30% à. Anh cứ chạy đi, tí thôi. Thanh thể lực còn 30% à. Sao mà màn hình sao mà hình tôi qua hết cái gì. Ê, có cái dây thật. Có cái dây thật. Ở dưới nó có. Chạy xuống rồi, mặt chạy xuống rồi, mặt chạy xuống rồi. Con mẹ nữa rồi. Đéo kịp rồi. Rồi sao rồi, đéo kịp rồi. Rồi tối thu luôn rồi, hết thấy đường luôn rồi. Em bị ông kẻ bắt rồi. Rồi tôi tắt đèn rồi. Cái gì vậy? Sao đóng cửa? Ông tắt đèn sao tôi thấy đường vô. Trời ơi, tôi bị choáng luôn rồi, bị choáng luôn rồi. Em đi đâu rồi? Hình như đi vô được nhà đúng không? Ừ. Tao vừa thấy ai tiếng ai vô nhà tao rồi. Ờ, em nè. Ôi, tao thui rồi, tôi hết vô nhà được rồi, tôi bị kẹt ngoài nè. Ôi, thui, không có được. Để không trời có thấy sao? Được. Tao bị choáng rồi. Có bắt ai không vậy? Ôi, bị choáng lắm rồi, bị choáng rồi. Cái này thuộc, cái này chết gì choáng rồi chứ không có chết gì còn kia. À, vậy chút là lút nước xong rồi đi. Để thẳng nó luôn. Tiếp rồi chạy. Lút xong rồi lên xe cho chạy một đoạn đi. Mình ngủ một đêm xong rồi mình chạy tiếp. Ừ. Chết rồi, chết choáng rồi, chết choáng rồi, choáng rồi, choáng rồi. Con kia nó chưa kịp bắt mà mình đã bị choáng rồi. Rồi, mình có kinh nghiệm rồi, mình đi thôi. Biểu lại. Bây giờ tôi không có nước nè. Đặt con nước. Anh, rồi. Anh đi lại làm sao có không? Đằng xe có mà, đằng xe có mấy lon kìa. Ba lon kìa. Mỗi thằng à, là
là một lon cho một đêm đó, rồi xong rồi mình cắp đầu chạy. Nhưng mà đâu có đủ. Ông Thành của em có một lon hả? À? Em có mấy lon? Ui, 4 lon luôn trời ơi, vô tư. Mỗi người 2 lon đi. Để. Mỗi người 2 lon đi. Lon đi. Rồi, sao còn mình còn có lon vậy? Đây đây, để em rớt ra. À, trời, em trong người em có lon sẵn. Rồi. Từ từ lên xe. Đây nè. Lại đi. Lên xe. Một, lên xe, ai nè. 2, 3. Lên được. Rồi, anh cắm đầu vô góc vậy. Chạy đi. Ý, tao rớt rồi. Độc độ đi lâu quá. Chạy đến cái chỗ xa nhất luôn nha. Chạy đến cái chỗ xa nhất rồi hay vô nhà. Lúc mà xe dừng lại sẽ còn tầm 5 phút để mình chạy tiếp á. Cứ chạy chỗ nhân chỗ xa nhất rồi. Không, rồi. Không cần biết đâu. Không. Chạy tới đi, nó đã tối liền đâu. Tới luôn, tới liền. Ừ, chạy đến nhà xa nhất đi. Chạy đi, ông nào không chạy vậy? Nó đẩy tôi ra kìa. Dừng rồi. Em cắm đầu. Rồi. Thôi chạy đi. Tới căn nhà xa nhất nha. Cái nhà cái đồi bên kia kìa. Ừ, thấy cái nhà trên đồi cao nhất đâu. Tới đó đi. Ok. Ủa? Mặt trời nó còn đứng bóng trên đó kìa. Ủa, tôi nó bị lắc lút chạy hay gì, nó chạy hoài luôn nè. Trời, để gì? Ừ, có ông đội nào chạy hoài luôn. Nó bị không lắc lút chạy. Còn ông nội này toàn đi bộ không nè. Nó bị lắc lút chạy nên tôi. Ủa, này điên này toàn đi bộ không nè. Anh đi uống lon nước đúng không? Không có uống cho ông nào á, chưa uống lon nào á. Uống rồi, tao vừa uống em một lon. Em bị chán rồi nè. Tao vừa uống một lon rồi. Hai chạy mẹ sang bên kia. Ê, chạy sang bên kia đi. Bên kia luôn. Mỗi người một nhà đi. Cứ mỗi người một nhà đi, lát đắt ra tập hợp cho lẹ. Nói chung là cái nhà gần nhất rồi, còn cái nhà gần nhất. Ủa, còn người cái đâu? Cái nhà cái đồi cao này, em đang bên nhà đồi nè. Em bắt đầu đối diện rồi. Ok, vừa nè, tôi đang đối diện nè. Vậy là mới có một nhà rồi đó. À kìa, em thấy ai bên kia kìa. Thôi, mỗi người nhà đi. Em cái nhà cái đồi cao nhất nè. Chưa đồi bóng đâu. Cứ vô đi, cứ vô. Hai nhà thông cho vui vậy. Chưa đồi bóng đâu, yên tâm đi. Em cứ từ từ cho mẹ ơi. Tao chạy ok cho nhanh. À, đậu bóng rồi tính. Sao mà chạy đứng yên vậy? Từ từ, không chơi được bóng đâu, cứ từ từ đi anh em. Cứ từ từ. Ừ, gần kia lâu đài lắm rồi đó. Kịp chứ sao không kịp. Ai trong nhà đây? Ai đây? Ui, mặt trời đúng không ạ? Ui, tắt đèn chưa? Rồi, tắt rồi. Rồi. Núp đi. Tới thôi rồi. Cầm sẵn giường tới thôi nè, sao anh thấy gì? Cầm sẵn lon nước rồi nha. Em nóc hết rồi. Bây giờ mày nóc sớm vậy? Hồi nãy đang chạy đem đi chứ. Nóc sớm gì? Em tận hai, có 2 lon mà. Tận 2 lon luôn mà. Dạ. Phải 1 lon đâu. Trước khi trời sập bóng á là em cứ nóc đi, đừng có để bị choáng là nước không kịp. Em canh cái thanh thể lực còn khoảng 20% á, nó gần xuống ngay cái khoảng chán á. Uống vô là núp vô luôn. Hình như mình đi xa quá nên là cái ông bảo vệ ông đi tới đây rồi thì sao? Anh cứ canh khi nào thể lực hết rồi hãy bơm vô, đừng bơm nước vô nhanh quá, lúc nó vừa choáng á. À về. Anh đang có thấy kênh thể lực của tôi đéo đâu. Đâu? Cái thanh thể lực lắm y lên thấy mà. Ở trong cái tủ đồ có đó. Cái ờ. À. Chạy thôi. Chắc là biết. Rồi, chạy tới đâu lại thôi. Giờ là tới chắc rồi chứ còn gì nữa chạy. Canh gì về thể lực thể lụm vậy đó. Tới chắc. Uống tôi uống đầy rồi. Chạy tới cái dây thôi. À, thấy rồi. Tôi thấy thanh thể lực rồi. À, choáng. Thấy thanh thể lực rồi, choáng. À, thì ra là vậy. Em muốn thấy ai chưa vậy? Tới cái dây đi. Anh tới cái dây trước rồi nha. Kìa, em thấy à? Đủ má uống cho nó ấy cho anh nhiều. Chết đi. Dây á, ứng vô dây á.
là tự leo lên luôn. Ông đâu để đi chậm vậy? Ê, tôi leo lên đây nè. Ê, tôi leo lên đây này. Hồi nãy em bên cái đội bên kia mà. Bye bye. Leo lên đây này. Bye bye. Rồi. Vô cái nhà. Bye bye, vô nhà đây. Ui. Đi vô nhà trước rồi nha. Tớ thua luôn rồi. Rồi em đang lên nè. Yeah. Rồi. Ủa, qua rồi hả? Qua rồi. Gì đây? Rồi tới. Mày chúa hề đập xiếc à? Ờ, đập chúa hề cái này chưa biết cơ chế rồi. Đi nhặt nước rồi đi, coi có nước rồi không? Ờ, đi nhặt nước rồi đi, phương châm là phải đi nhặt nước đi. Không bước có đèn gì pin. Ở đây không có rồi, ở đây không có nước rồi. Đèn pin nước, có không có. Làm sao mở cửa? Có gì đi ra cái cửa, cửa. Qua, có số gì nè? 42 này. 573 gì nè. Không em. Giờ sao ta? Cảm ơn anh em Trần Nhật Tân nhé. Ôi mấy cái cục này đá được nè, mình đá đâu nè. Đá vô hả? À đá đẩy mấy cục vô mấy cái ô đúng không? Ờ đúng rồi đúng giống, rồi. Giống như mình chơi trò chơi ô quang á. Ô này đúng rồi. Cục có số mà vậy. Để mình coi đặt số không. Có đúng nha. Đâu có ở số có gì 4 đâu. Hộp, 4 hộp lận á, 4 hộp lận. Có cái vòng tròn ở trên cái là vòng tròn đặt vô vòng tròn đúng không? Ờ, ai có tròn. Ai có cái đèn á, có đèn sáng có đèn không á. Cái đèn nó sẽ sáng vô cái ô. Nè cái đèn nó sáng vô ô nè. Ở trên cái cục này có cái hình nè. Mình đẩy vô cái hình ở dưới đất ngay chính giữa nè. Rồi, nó có cái hình. Nè đây nè. Hình tròn là bên đây. Hình ngôi sao nè. Hình gì đây? Đá mà nó giật 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 dữ ta. Sao này. Đó, ngôi sao nè. Ngôi sao bên đây nè. Ngôi sao ở cuối dải bên cái miếng màn đó kìa. Đây hình gì vậy? Tròn nè. Tròn đúng rồi. Rồi. Đây hình gì vậy? Ngôi sao. Ủa, bên đây có ngôi sao. Ở dưới cuối dải kia cũng có cái ngôi sao mà. Có anh ơi, thấy ngôi sao luôn nè. Đây hình vuông. Để phụ trợ. Rồi, vô rồi đó. Vô hình vuông. Sao vô đó. Chưa? Vô ngôi sao rồi. Mở không sống mở vậy? Ủa, sao nó không mở? Gì? À nhầm ngôi sao rồi. Ngôi sao này ở bên kia mà. Ngôi sao tròn đúng không vậy? Anh tròn đúng mà. Ngôi sao này ở kia, còn đây ngôi sao này mới ở bên này nè. Sao này ở dưới đúng không? Ừ, nhầm ơi. Cái con quỳ gì mắc kẹt cục gì ở đây vậy? À cái ngôi sao có hình tròn. Xuống lại xuống. Ôi sao này có hình giòn, hình vuông luôn. Mở cửa. Rồi, mở rồi đó. Let's go. Ai đứng đó kìa. Từ, đọc cái bảng này đi, đọc cái bảng này đi. Đâu rồi, để đọc nha. Cảm ơn anh em Trần Nhật Tân nha. Cái gì đây? Đọc đi, đọc It đi. Only nếu như nó chỉ tấn công duy nhất khi bạn không nhìn thấy hắn. Nhìn à, về phía sau lưng. Vậy là mình lúc nào cũng phải nhìn nó. Không, phải không đừng nhìn nó. Nó sẽ tấn công duy nhất khi bạn không nhìn thấy nó. Nó chỉ tấn công. Tấn công khi không nhìn thấy nó, vậy là mình phải nhìn thấy nó thì nó không tấn công. Đúng rồi. Hãy xem đằng sau lưng của bạn. Ừ, ok không? Tấn công từ sau lưng nếu mà nhìn nó. Cẩn thận nè, cẩn thận đằng sau lưng của bạn. Ok. Dạ vừa đi là phải nhìn nó riết vậy nè. Rồi, vừa đi vừa nhìn nó. Ủa má mày. Nó đứng yên mà. Thì mình phải vừa đi vừa nhìn. Hello. Hello. Giống như có cái lộ, cái con SCP gì á. Lộ ra để đi. Cái con SCP 93 mấy 934 cái gì không nhớ. Mình không nhìn nó là nó bay lại đó. Rồi nó có làm gì mình đâu. Chưa tới lúc hay gì á. Ờ, không có lúc. Gì để lút chân vậy? Không có gì để lút hết. Sáng sủa dễ đi quá. Không có hao thành thể lực hay quá, hẹn chỉ nó không cho nước. Không mà được cái có đèn đốm rồi nè. Có phải mình leo lên trên kia không ta? Có đèn pin nè. Ở có cái đường ghe xe lửa nè, mình đi chui vô đi. Có đèn pin nữa. Đèn pin hay vậy, tôi không. Đèn pin đâu vậy? Leo xe lửa. Ủa đường nào chui vô xe lửa kìa. Ui giữa tiếng vậy? Ủa nó đâu rồi? Ủa? Chết. Rồi. Ui. Ấy bà rồi. Chết mà không có đèn pin. Ủa sao? Sao anh đi vô trong đó kìa? Ai kiểu không cầm đèn pin theo, tao leo lên đây đây. Không đèn pin làm sao mà kia được. Ôi rồi một thằng chết.
Em đang sau lưng anh ạ. Hên mà tao rọi đèn pin vào thằng kia, nó không thể không một thanh niên vừa chết xong. Đi theo đi theo khách đi. Đi theo ta đi, ta để ta rọi đèn pin chưa? Ok, mấy cái gương nó phản điện. Đi theo nè. Đi nè. Nhìn đằng sau nữa, nó hồi nãy nó kìa, nó sau lưng, nó sau lưng, nó sau lưng, nó sau lưng. À không, cứ nhìn nó là được, cứ nhìn nó là biến mất à, cứ nhìn nó là biến mất à. Mình nghe em Xuân nha. Hay là gửi điện nha. Ông cứ đi đằng trước đi, cứ đi trước đi. Nếu mà tôi thấy sau lưng là ông quay lại. Ê, nhìn ba hướng đi. Nhìn ba hướng mẹ luôn. Một thằng nhìn ở giữa, một thằng nhìn đằng sau, nhìn thằng nhìn trước. Em đang nhìn sau lưng hả? Thằng nào đi trước trước tao vậy? Có tiếng, có tiếng. Không có đèn pin đi trước vậy? Sao lưng đen thui không thấy chưa? Thì cứ đi ngừng nhìn ra sau lưng thôi. Còn nước nè. Ê, thuốc độc. Thuốc độc nha. Đọc đó, ở đây không có nước kia đâu. Ui, có tiếng. Ủa sao mình đi vòng ngoài vậy? Ê, đằng sau. Đi đi. Rồi. Rồi. Ai chết vậy? Em. Ngọc đi, Ngọc. Bám sát cái người mà đeo cầm máy vào, cầm đèn pin vào. Em đi, em để em đi giữa cho. Đi giữa sao đi chứ, lúc mà tối thui. Bây giờ đi kiếm đèn pin đi. Lúc tối thui thì cứ bám. Em đi sao, em quay lại nhìn cái bị mất dấu à, có cái đèn pin à. Lấy đi. Được cái giường dài hết, có của mình cầm. Đúng không? Mỗi người một cái. Rồi. Ủa xong. À cái xong. Xe lửa chạy là nó kia. Rồi. Chạy lại cái người có đèn pin đi. Ý, nó đang chạy lại cái gì kìa. Rồi, tao vừa chiếu nó tan biến rồi. Ủa, mình đi đâu vậy? Cứ đi sau lưng ông hát đi, ông có đèn mà. Em có đèn nè. Ừ, vậy em chiếu sau lưng đi, anh đi giữa cho. Em đang điên mình mà. Vậy là anh sau lưng em á. Ông hát đâu rồi? Chạy lại chỗ ông hát đi, chạy lại chỗ ông hát đi. Em đang điên mình. Biết rồi. Nó mới đầu đây bên em nè. Nên là mới kêu em trả lời hát đi kìa. Sau lưng em. Ê, bên đây, có đường, bên đây có đường nè. Ủa? Đâu, tối thui vậy. À, thấy cái đường rồi. Ủa, cái đường nãy. Nãy mà. Rồi. Em kìa, Ngọc đi phía sau đi Ngọc. Đây. Ngọc đi phía sau đi, Ngọc đi phía sau lưng đi. Không hiểu nhau gì hết trơn. Anh không có điện. Ok. Ê, từ hồi nãy thấy ở đấy có đường nè. À, không phải. Không phải cái gương thôi, cứ đi cho cái xe lửa nó lên tới đỉnh đi. Rồi một người chiếu trước, người chiếu sau đi. Người chiếu trước, người sau đi. Để tôi canh ở giữa cho. Tôi không có đèn. Làm gì? Ông cứ đi phía sau đi, đừng quay lưng lại, cứ không, em đi em không kịp á. Chạy. Thấy sao á thì chạy lại. Tụi anh đi bộ mà chứ đâu chạy đâu. Bây giờ gì trời, chờ có vòng vòng thôi à. Ừ, cứ đi vậy thôi. Cho cái xe lửa nó lên được trên kia. Ui trời, trời. Dưới mặt nó lỡ tan biến mà. Trời. Rồi, đúng rồi. Cái chiếu vào mặt nó là nó tan biến rồi. Nó giật mình. Thấy không? Tao mà chiếu hai lần nó tan biến hai lần nữa. Đi nó vướng cái ghế rồi. Đi. Đây nè. Cứ chạy đi, em có đèn mà em sợ nữa. Em có đèn mà, cứ chạy đi. Ui sao đó lần rồi. Ui. Thôi, hiền quá. Ôi trời. Em ta chiếu á. Kế bên. À kia có nước kìa. Nước xanh kìa. Nước xanh này để uống khi nào mình bị ám ảnh nhá, mình bị choáng á. Không, cỡ hỏi đi, cái màn này nó không bị mất thể lực đâu. Cái nước đó là dành cho màn sau á. Màn này nó không mất thể lực. Ôi giờ mình đi đâu vậy? Ủa, mình đi đâu vòng vòng hoài ta? Hay là mình lỡ cái chỗ xe lửa? Thử. Để tôi đi giữa cho đường. Rồi, chết. Ta vừa chiếu chết rồi. Ê, cái nước này nó rất độc nha, độc nha. Độc. Có Ngọc đi phía sau rồi, ông cứ đi phía trước đi. Đây, cho đang, như, đi nữa. Đi như đang hổ tấu anh Thông đi lên. Làm sao lên xe lửa, lên xe lửa ngồi. Bấm vô xe lửa. Rồi.
Yeah. Wow. Yes. Có vậy thôi. Thôi. Có vậy thôi. Có vậy thôi. Nãy giờ đi 80 vòng. Không biết cái đường dưới lửa. Mất cái gì kinh vậy? Rồi tối thui không? Có đèn luôn rồi. Có đèn không? Để đi chiếu rồi coi tối thui vậy. Cái map này giống cái con ong quá vậy. Không phải đâu. Map này kinh hơn. Ui có nước nè. Có vẻ kinh hơn. Ê có đèn pin của trời nè. Đây. Ui một đống nước trong phòng luôn nè. Đâu đèn pin đâu vậy? Lập đây. Bên này. Trong phòng. Đâu. Ủa phòng này sáng nè. Nó không có cái cảnh báo gì cho mình hết trơn vậy. Có nước bên phòng kia có nước nhiều lắm mà hả? Em nước hết rồi. Đấy rồi. Có anh có chưa? Có hai em có giúp nè. Còn lon nè, còn lon bên đây nè. Thôi cứ lượm đi, còn lát có người nào thiếu thì nhả ra. Tao nghĩ là có con hề trong đây quá. Không, mình ra cái gặp xíu rồi chứ không có đâu. Thiệt là không có không? Chắc không? Em biết. Tại sao thử. Tại sao lúc mà vô cái khách sạn lại gặp con chó? Tin chuẩn chưa em? Không biết. Một người đằng trước, một người đằng sau nha. Tôi đi giữa cho. Tôi đi giữa, tôi chiếu bên hông. Ủa nó không có chỉ mình gì hết trơn hả? Cứ đi tìm đường đi. Ủa, thôi. Chứ đầu giờ nó có chỉ không em? Có, ý là nó có miếng giấy như vậy. Gì vậy? Thôi hai đường kìa, giờ đi đường nào? Bên phải. Nó bắt mình chọn kìa. Bên trái. Bên trái mới thấy cái gì mà đúng không? Rồi, tôi tin bên trái đó nha. Nước. Đây là có nước. Tôi lấy rồi. Cái tủ có gì? Ra ngoài thôi, không có tủ không có gì hết. Ở đây là chỉ lấy nước rồi đi thôi. Cái gì kê vậy? Có cái tiếng gì được rồi. À, mình trái phải đi. Đúng đường nha. Trái. Ê, thể lực hết, Đi uống đi, tôi đứng đây, tôi soi cho. Ôi trời ơi, má uống cái nước xanh, cái đó xong mà chạy nhanh quá vậy trời. Chạy nhanh được chút xíu. Cái bên trái mà động thôi. Có tiếng gì kìa? Nghe tiếng gì vậy? Ui, cái điện cháy gì vậy nè. Ui, có phòng nè. Cái máy gì đây? Máy rồi, gì nữa rồi. Flashlight don't work bad. Đèn pin không có tác dụng ở đây. Rồi, bật cái máy gì lửa vậy? Cứ cầm cái máy đi để nó đo nhiệt giống như cái máy đo nhiệt á, máy đo nhiệt. Tao không cần cầm cái máy được. An, mình chuyển cái máy qua cái tay, Có mình có ba cái chấm xanh nè. Đúng rồi. Thấy cái chấm xanh là phải né liền nha, thấy cái chấm là phải né nha. Mình là chấm xanh mà. Sao mày cầm được cả đèn pin cả cái máy vậy? Ui, ngừng ở phía trước không? Phía trước. Đã đỏ kìa. Đỏ rồi, phía trước đỏ rồi, đi đường khác. Ui, có cái chấm đỏ, phía trước. Không, nó cho cái máy này chắc mình phải đi vô đây chứ. Đó, đâu đi đó được. Phải né. Đi vô được nè. Vô thử đi. Chết reset, vô thử đi. Được chưa? À, anh cứ ấn chuột ấy nó sẽ chiếu mấy cái đỏ cho mình á. Cái gì hu đát gì kìa. Chưa kịp đọc nữa. Anh ấn chuột lít chuột nó hiện lên mấy cái đỏ trên tường á. Chẳng chứ. Cái kiểu như là nó cái đèn á, cái đèn sao giùm đi á. Dấu chân. Đâu rồi? Anh đâu rồi? Đấy, cái chấm đỏ là quái đúng không? Cứ đi theo cái chấm xanh thôi. Bên em có chấm đỏ nè. Ờ, mỗi người một màu hả? Ờ, mỗi người một màu, anh màu trắng á. Em màu đỏ nè. Ui, có cái chấm đỏ bên kia kìa. Ôi, ở này kẹt, đường cua đây, bên này đường cua đây. Đi. Không thấy ai luôn. Hay là để tao hack map như lúc trước ta. Hắc đi chứ lạc nhau rồi. Đi ai sau lưng ai nè. Để tao hack map với coi. Ủa sao anh nó không có hiện đèn nữa rồi. Anh ấn chuột á. Không có được. Để em sao cho.
trái vô phải không có được. Chết bà, từ 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 từ. Trang. Em nóc luôn nước vô cái. Anh thông này màu xanh đúng không? Đâu. Ừ, màu xanh là mình á. Em đang đi cái này nè. Ủi. Ủa, qua cái vùng khác là nó đổi màu đèn nè. Ủa không. Bây giờ em thành cái đèn màu xanh nước biển này nè. Đừng cút. Cái gì mình chỉ cần né chấm đỏ là được gì? Né chấm đỏ thôi. Ai đi qua bên kia vậy? Hát hả? Hát. Cái đường này đi không được vậy? Nè, có cái lối ra nè. Thôi. Đâu? Cổng nè. Đường này đi không được rồi. Ông mày đi đâu vậy? Đừng cút mà, bên đây đừng cút rồi. Chỗ này đừng cút hết rồi mà. Quay ngược lại. Cái đường bên em cũng đi không được luôn. Đường khác đi, đường khác đi, không phải chỗ đây đâu. Đi ngược ra ngoài đi. Đi ngược ra ngoài đi, đừng cút rồi. Đèn pin không có tác dụng hay gì, mình chiếu cái đèn nè. Đi. Ủa sao em vừa chiếu đèn pin vừa chiếu kia được ta? Chết bà, có hai con chỗ em. Ủa anh lại không có mở đèn được. Ủa hai anh đi đâu vậy? Đi ra ngoài đi trời. Cái bên trong sao, đèn cụt trong ta? Làm gì? Có đèn ta. Ai vẫn tối nha bạn. Nó vẫn tối. Dù hắt nhưng mà vẫn tối. Đây có cái cửa gì thế. Mở cửa ra nè. Sau lưng. Này có cửa nè. Đây mọi người ngủ ngon. Thấy cửa không? Cảm ơn anh em Xuân nha. Ủa ai dưới phía trước vậy? Không chịu xuôi quay lại vậy? Bên này có nước, có idol nè. Ý là tôi mới mở cái cửa màu nâu nè. Đâu? Cái cửa màu nâu có lưng nước à? Ủa vậy hả? Em mới lướt. Ở ngoài đây có gì đâu? Dạ ta đi. Không, cái máy nó chỉ chiếu ở trong kia thôi. Ờ, cái máy chỉ chiếu trong đó làm gì có đường. Hay mình kiếm đường khác mình chiếu tiếp. Cái này giống đi chiếu yêu quá ta. À đây có lưng nước nè. Anh có chưa? Hết đường rồi. Có đồ rồi, có nhiều rồi, yên tâm đi, khi nào thiếu tôi kêu. Hồi nãy cái đường kia cục sao hết hai đường. Sao máy gì dùng đèn được hay ta? Cái máy này không có ấn chuột cái hiện đèn ra được. Đây. Ở đây có ánh sáng. Ủa? Với cái phòng ban đầu đúng không? Bắt đầu ma đi vòng vòng về phòng ban đầu thật chứ. What the hell. Có phòng ban đầu mới có ánh sáng thôi, vậy mình đi qua phải đi. Qua trái chứ. Nãy mình đi qua trái rồi. Ờ, lấy mình cho trái rồi, bây giờ qua phải đi. Đường đất cục. Đi lại cái đường mà có ngã rẽ nãy á. Nè bên đây nè. Đi cái đường mà nó có ngã ba nãy á. Nè, ngã ba nè. Từ bị choáng rồi. Nó vừa cầm đèn vừa cầm máy được. Bên này chóa, bên này cụt rồi. Tắt đi anh, chói quá. Ok. Còn nếm có gì chứ. Cái này do anh em lựa chọn đấy nhỉ. Ủa chị mình đi đâu hay mình vô cái anh, phòng này? Anh. Chờ anh ơi. Cái phòng này nó không có. Nó không có gợi ý gì ta. Ủa nãy mình ghé trái. Ờ, nãy mình có trái á, phải đi. Có cái hộp gì nè. Ăn không được. Chỗ này nhìn ra thôi. Bên phải đóng đi. Chỗ này như nãy đi rồi hả? Cục quay. Chỗ này nãy đi rồi, cái chỗ mà ổng nè, nhặt đi nước nè. Vậy là chắc mình phải đi vô cái hầm nãy rồi. Đi vô cái hầm mà chiếu sáng nãy á. Ừ, chắc vậy. Nó cho cái máy đó, chắc đi vô đó thôi. Đi, quay về vô đó đi. Đồ má. Đừng nói tao quay về chỗ cũ nha. Mình đang quay về chỗ cũ mà. Cái địch. Mẹ. Lại về chỗ cũ.
nhau rồi đó. Cảm thấy lạc nhau rồi đó. Vậy chỗ cũ này hả? Mình đi hướng trái, giờ mình cứ quẹo hướng trái đi. Ừ. Nè, à. Rồi rồi, gặp nhau rồi nè. Anh Thông chạy đầu nè. Phòng nãy nè. Không có đèn nãy nè. À, trên bàn nó có cái tờ giấy rồi, nó kêu là phòng là ánh sáng, nó không có gì hết. Vậy là phải dùng cái máy đó, đúng rồi. Rồi, dùng máy rồi đó. Ừ. À, kiểu như mình đưa cái đèn vô đó là nó vô tác dụng. Có cái chấm đỏ trước mặt kìa. Ờ, nhưng mà tại sao cái máy của Ngọc lại có đèn ta? Máy mình không có đèn. Máy không có đèn đâu. Chứ thấy cái máy này có đèn á. Máy thấy có đèn phải không? Ờ. Máy làm gì có đèn. Ném thấy ai vừa cầm máy vừa cầm đèn được á. Đi chung đi, đi chung đi. Bên đó có chấm đỏ kìa. Chấm đỏ nhưng mà mình đâu có đi qua chấm đỏ được đâu. Mình đâu có chạm tới chấm đỏ được đâu. Phải có cái đường nào đó. Đường bên đây cục rồi đúng không? Vậy mình đi qua cái đường bên đây tay trái nè. Bên trái này nãy đi rồi nè. Ủa cục hết rồi, đi đâu trời? Đúng rồi, đi đường này đúng rồi hả? Đứng nè. Cái đường cột ta. Trên trần có không? Hết mà. Vậy trong đây mình phải tìm cái chấm đỏ à, mình tìm cái chấm đỏ đúng không hay là né chấm đỏ? Chấm đỏ đó. Giờ mình phải không. Tìm chấm đỏ hả? Chấm xanh là đồng đội đúng không? Ừ. Vậy mình phải tìm cái chấm đỏ là cửa ra hay gì á, chứ tự nhiên mình lẩn quẩn đây biết cái gì. Nhưng mà sao tìm được? Mình đi xuyên tường, hát đi xuyên tường. Thì nó có hiện trên bản đồ á, thì mình tìm cái hướng nào mà nó kia thôi, sợ nó giấu đường nữa rồi. Hôm nay tối quá nó giấu cái đường. Này đóng lại choáng. Trên trần có gì không ta? Đâu có leo được đâu. Có mấy cái bậc nè. Đâu? Nè. Không thấy hay. Khoan khoan. Có mấy cái bậc thang nè. Cái kiểu giống cái ghế vậy. Nè anh leo tới đây. À vậy đi lại cái bậc hơi có đường không? Ê tao có đường mới nè. Đi theo màu đỏ đi. Đường mắt quái vật. Ui. Này vậy là mình phải né rồi. Ui nó đang ngưỡng hát kìa. Ủa sao anh sao tao rồi. Ủa. Ủa nó đi chạy chỗ. Nó lạc mẹ thôi. Nó quay lại kìa, nó quay lại bắt mày kìa. Đứng ở trong góc. Ôi đồ má mày. À đường mới thiệt nè. Đường mới màu đỏ đúng không? Ê đứng ở trong góc là nó không dí. Đừng vô đây. Trời ơi. Có thấy gì đâu tới thui hả? Em vô đây chơi chơi. Có đường mới. Bây giờ đi đường mới đi. Ừ có cái đường mới nãy tao vừa khám phá nó có nó màu đỏ. Bên trái bên phải chứ. Bên phải. Ủa đâu rồi? Bên trái. Đâu bên trái. Bên trái. Bây giờ làm sao mới có đèn nè. Không có đèn rồi. Đi theo tao tí chứ. Bên phải bên trái đây đúng không? Ừ, đi theo đi. Ủa sao mà nãy sáng luôn giờ tới thu. Nè, đi nè đây nè. Cái màu tím, màu tím. Cái đường màu xanh á. À kìa. Đi đường này hả? Đi theo cái chấm màu xanh là được. Xanh tím Galaxy. Ê từ, nó lên tới. Vì né màu bên... đỏ đúng không? Né, nó là cái vật đang... mà. Bên đây có đường nè. Cứ đi theo màu xanh đi. Khoan, ai đi theo em nè. Rồi, tốt vui luôn rồi. Kẹt đường rồi, mọi người đâu rồi? Hay phòng... Ai bên hát kìa. Ôi, chạy. Cứ đi theo cái chấm xanh thôi. Sao mà lạc được hay vậy? Con kia đang dí tao. Ý là đi theo chấm xanh rồi nhưng mà ý là nó tối quá đi kẹt cái tường á. Đi kẹt cái tường không có thấy đường nữa. Cút mày. Anh Thông đang đi cái phòng em chấm màu tím nè. Đừng có chấm nữa, một người chấm thôi là được rồi. Nó đang về chỗ của mày kìa. Nó quẹo đâu rồi? Nó quẹo trong kia rồi. Rồi, em đi tới chỗ cuối cùng chấm hình nè. Đi trước rồi. Bây giờ nó đang bắt ở đây rồi. Không đâu rồi. Không đi theo màu vàng á. Em màu tím á nha.
Ủa mà con này nó cứ vẩn vẩn đây vậy, sao sao mà tôi đi? Ở khu của anh là anh chấm vàng nó hết luôn rồi. Anh đi tới đâu anh chấm vàng lên tới đó luôn rồi. Ờ, lại màu vàng hay màu tím. Không, ý là mấy cái chỗ mà anh đi qua anh chấm full vàng luôn. Cho mọi người dễ biết á. Kìa nè, anh chiếc mặt nè. Quên hát đâu, mất tiêu khỏi cái rồi. Đang trốn con này kia nè, nó đuổi tao. Biết đường rồi. Hình như nó có đổi màu á. Chết tờ. Ê, trời ơi, mình đang đi ngọt luôn á. Mình đang đi ngọt liệu luôn á, đi sâu vô bên trong luôn rồi. Thì phải đi chung. Dí con mình hát hả? Nó dí mình tao hả? Dí con mình hát hả? À giờ không có nước nè. Nè, nước gì cứ thu yến thấy gì trên trời. Không nè. Đâu? Nó còn có hai lon nè. Đây. Rồi lấy. Ok, đi thôi. Rồi. Cái bên trái rồi đâm thôi. Rồi bây giờ của anh là màu tím. Của em màu tím luôn. Ủa? Màu tím hết luôn. Rồi vậy cứ đi theo màu tím thôi. Vừa đi vừa spam chuột liên tục á. Cho cái tường nó ráng liên tục luôn cũng được. Ê, màu đỏ kìa. Ôi, thấy gì chân trời. Cái này từng cục mà. Đi sang chỗ tao nè. Màu đỏ đang bên kia. Màu đỏ đang bên kia. Chỗ tao. Đứng chỗ nút đi. Đứng một chỗ đợi nó đi đã. Hồi nãy nó có cái dòng chữ gì hiện lên, chưa kịp đọc. Kệ, nó kêu né cái con đó ra chứ không gì. Đồ máy đang tới chỗ tao. Anh này gần tới rồi đó, đang gần tới rồi. Nó đi rồi. Rồi nó đang bên trái Ngọc ơi, giờ sao đi qua con dưới đó đây. Thôi mình cứ nghiêng đi. Nó cứ dí tao vậy bấy. Đâu, nó đang bên em nè. Anh đang bên trái, mà. Đó đi ngược về bên trái rồi, giờ sao đây ta? Từ từ chờ nó đi khuất đi, mình nó đi. Ở đó cứ. Ông vô phòng ở đây nè, ông vô phòng tụi tôi nè. Đúng rồi, phòng vô đó đi. Từng cục mà. Đi giúp đi. Rồi nó dí ông luôn rồi. Ông nó đứng ở đây rồi. Nó đứng rồi. Nó rồi nó đi rồi. Nó tôi biểu ông đứng ở đây đi, đứng đây nè. Ừ, đó đợi đi. Mình đứng yên là nó mới hả? Ừ, không, rồi, mình đứng trái. một góc là nó không tấn công được. Rồi giờ bên trái nè. Về. Rồi một người bị dí rồi, sao không chết? Hên. Nó chạy rồi, cái đứng ở trong góc rồi, đi trong góc rồi nó không dí được. Đừng đi vô đó nữa. Vô đâu, tôi đang đứng yên chỗ mà. Ông Ngọc kìa. Đâu bắt đâu. Đang Ngọc kìa. Đừng có ấn cái đèn tít là nó nghe nó chạy tới á. Đừng có ấn cái đèn nữa. Từ đi, nó đi xa đi rồi ấn đèn. Nó đi ngang em luôn kìa. Hồi đi ngang qua tôi rồi, đang đi ngang qua tôi, đang đi ngang tôi. Ủa sao đi qua chỗ này rồi hoài vậy ta? Trời. Ai đứng trước mặt em kìa? Hình như có ông nào bấm đèn hay sao á. Chết mẹ nó tới em. Được ánh đèn á. Má con này nó tinh dữ trời. Sao nó biết hay vậy ta? Sao nó cứ vãng vãng cho em nữa? Ngồi xuống coi á. Ngồi xuống nó đi ngang mặt nó không có ấy. Ném ngồi dưới đường mà nó đâu ấy đâu. Chắc chưa, ngồi xuống nó không biết đâu. Chắc là ngồi xuống nó không biết đâu. Ngồi xuống hồi nãy em nó mới đi ngang luôn nè. Ủa sao mọi người nè? Đang ngồi đấy. Không, ngồi xuống nó vẫn biết nha. Nhưng mà nó đi qua thì không ấy á.
Nó đang bên chỗ ai vậy? Theo tao. Đâu đừng cục không? Anh đang tìm thấy đường rồi. Em cứ ngồi xuống đi là được á. Chết mồ bị choáng rồi. Nó ở xa. Không để bị choáng chứ. Màn người chơi đó đau não quá. Nhức mắt. Ui. Mày chơi cho khóa chơi. Dấu chân của ai đi rồi đây? Ừ anh á, anh đang đi sâu vô lắm rồi đó. Hình như là sắp tới đường ra hay gì á. Dữ gì? Ừ đi sâu lắm rồi. Đi tít vào trong đây luôn rồi, không biết giờ đi mò đường ra chắc là mù luôn á, không biết đường ra. Ờ nó không biết thật anh em ạ. Tao ngồi nó tao đi nó qua bạch nó mà không biết gì hết trơn. Con này cái gà kia. Nó đẹp bị choáng rồi. Đi theo cái chấm xa nhất kìa. Mày thở cái con que. Ai vậy? Hình như cái đèn đâu mất đi đâu đúng không? Là những người đi trước là có thể mở đường cho người đi sau đúng không? Ừ. Vậy ông cứ đi theo đường một. Ê ra rồi, cửa nhà đây rồi. Ê cửa nhà đây rồi. Rồi tao tôi đã vô được cửa nhà rồi. Tao biết chỗ thằng Thông rồi. Đi theo cái màu tím thôi, cái màu tím tôi full màu hết luôn đó. Hướng nào bên trái bên phải đúng không? Rồi chết bà em đi chắc à. Chán thì uống nước đi. Thấy cửa vào rồi, dội tìm cửa vào khó lắm á. Qua. Em bị chán nó chết các rồi. Không chết chứ phải qua chết đâu, chết, chết rồi. Trời ơi, tìm được cửa ra rồi. Chết đấy thông. Không. Ngọc lấy nước đi, Ngọc lấy nước đi. Đâu có nước mà không lấy. Đâu rồi. Nè có hộp bịch bánh nè. Nó cứ chán liên tục à. Thôi anh biết đường ra rồi. Đi ở đâu vậy? Nước ở đâu vậy? Hình như có một cái bịch kẹo ở dưới á. Đi tí xíu rồi chán. Ê, nói kìa. Ngồi xuống đi á, đừng đi. Anh cần chỗ để ngồi đi. Cứ vừa ngồi vừa đi. Đi vô cái phòng đối diện trước đi. Vô cái phòng đối diện trước đi. Cần đâu cứ ngồi thôi, mình sẽ ở. Một người sao hết. Cứ ngồi mà đi thôi. Bắt được cụt à? Cụt à? Ở cái phòng nãy. Nè bắt đầu từ phòng này đi về bên trái riết luôn nè. Đó. Nhưng mà nó đang bên trái. Mình ngồi đi đó hết nè. Mình ngồi đi sát tường á, sát tường là nó không biết. Cứ ngồi đi. Đang đi ngang tôi, đang đi ngang tôi á. Cái phòng này phòng thật cụt à. Sao đèn tới đây dừng rồi. Ủa sao ba người ba hướng rồi.
Nó đang bên anh rồi. Nó cứ đi lạng lạng nè. Đây rồi. Rồi mới bị choáng chứ. Mở nước thôi. Đã tìm thấy đường đi rồi. Em ơi, cái chấm giữa nè. Ủa? Em đang cái con quái nè. Anh hát đã chấm nào chưa? Chấm xa nhất đấy. Nó đổi thành màu vàng rồi. Anh là cái chấm gần con quái đúng không? Sao sao đi tới đó được kìa? Tôi sắp tới rồi anh em ơi. Cảm giác có mùi là tôi sắp tới rồi. Đúng rồi, ông hát ông đi trước rồi nè. Chấm tím quá trời luôn rồi nè. Chấm tím rồi đến chấm trắng á. Ờ, chấm trắng là của tôi á. Chấm trắng là của tôi luôn nha. Ê, nó sắp tới kìa, sắp tới kìa. Rồi rồi, thấy ông rồi, ông trước mặt luôn nè. Ô, em à. Ủa, kìa. Ê, anh hát kìa, là kìa, đứng đứng ngồi xuống, ngồi xuống. Anh hát là cái chấm xanh nhất á. Ủa đâu rồi ta giờ? Ủa, cuối đường này cút ba đường ấy. Bên đây có đường mới nè. Không không, đây nè, đây nè, đây nè. Mình đi càng xa là cái con nó không thấy. Cục hay gì mà? Không 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 có cục đâu, cứ tìm vòng vòng đi. Cái cửa à. Nó giấu bên hông á. Cái đường em đi bị cục. Ừ, đường này đừng cục. Đi ra một xíu. Cục mà. Rồi bên phải, ở bên trái, bên trái, bên trái đi ra một xíu rồi có bên phải. Rồi choáng à, không được rồi. Nước chưa? Không có nước nữa hả? Cho em xin nước rồi. Bước xuống đất ngay cái chỗ màu tím nè. Ờ, không được, anh chỗ màu vàng không à, chứ không có màu tím đâu. Đây đây. Đâu, ai gần em nè. Ủa sao gần này, đâu rồi. Kìa, ai mà xanh xanh đây nè. Nè, anh thả chỗ màu tím đi. Ê, từ từ, từ nó tới kìa. Nó kìa, đi, ngồi yên đi, ngồi yên đi. Nó đang đứng trước mặt kìa. Ủa chưa? Rồi, nó đi. Ừ? Anh cũng hết trong nước không rồi, giờ sao? Em có thấy bước gì đâu. Thì tìm nhanh đi. Tao bị của hết rồi, tao bị trả rồi này. Vậy mình giờ mình tìm đường thôi chứ ai cũng chết mà. Tìm đường thôi. Rồi rồi rồi, không được rồi, không được rồi. Đúng rồi. Ngọc bị choáng rồi. Phải biết canh thể lực lắm, phải biết cách đi. Đi làm sao á, mà vừa canh thể lực mà vừa đi đúng đường nữa. Ôi trời đủ má, tao uống nước mẹ rồi. Kìa, có lon nước ở trước kìa. À, tại nhiên mày uống nước rồi. Nè, lon nước dưới nè. À, ngày mày lâu rồi. Rồi, thôi, đi đi đi. Ngày mày lâu quá anh em ạ. Cứ ngồi, khó luôn. Cứ ngồi xuống mà đi thôi. Từ từ, có hai người trùng trùng màu chấm nè. Kệ nó, cứ đi theo màu thôi. Ai chấm trước cũng được. Vậy mình đi theo màu gì á? Màu nào cũng được, miễn chỗ đó là sáng nhất là được, chứ không phải là chỗ tối. Chỗ nào mà thấy sáng trưng hết lên luôn á. Có chấm màu trắng, màu cam, màu tím. Nó để mấy cái cục này ở đây để làm gì trời? Để chắn đường á. Có leo lên lên tường được, đu như Spiderman. Thank you.
Rồi nó tới nữa. Anh cho em phải trong bóng tối là phải xác định được chủ thể 3D. Ủa gì vậy? Ai bị vậy? Ai bị vậy? Đang đi bình thường luôn á. Ngồi xuống đi, anh cần trôi mà đi. Đừng đứng lên. Đứng lên là biết á. Cứ đi không không thôi. Phút này chưa đâu, phút này chưa. Lúc lúc mà nghe chấm đỏ á, mình cứ 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 ngồi xuống cũng được. Không vì sao. Nè của anh là chấm cam nè. Để đi trước anh mở cho anh biết cách đi này. Ai đó, ai đứng vậy? Ngồi xuống. Cứ ngồi xuống mà đi. Anh giữ nó cần trôn luôn. Đừng có đứng. Đi về hướng này đúng rồi nè. Đi nép nép bên tường, nép nép bên tường, nép nép ở bên bên phải tường á. Ở trên trần nó không có sáng á, nên là ai đi tới đâu á, chiếu trên trần á thì nó bị... Cứ ngồi là nó không biết à. Quỷ này làm tâm lý quá. Đi ra cái cửa ra là thấy cái cửa nhà vô mở ra có cái cầu thang đi xuống là đúng. Có một lối. Đây là cụt rồi. Người nào không biết đường thì cứ đi theo chấm xanh thôi. Ở trên bản đồ á. Có người nào đi xa quá vậy? Ủa em đi vô đường cục rồi. Đi theo chấm xanh nha em. Rồi giờ 3 chấm 3 nơi luôn rồi. Ai nè? Ai giờ cô đây? Ủa ai mới đi vào cho em vậy? Thì anh hay gì á? Tường này cục rồi. Ai ở gần em nè? Trời sao xanh lá với lại màu vàng ấy trùng nhau trời. Màu tím nè, màu tím nè. Chỗ kia ngoài phải. Sắp tới rồi. Không có quay mình đi bình thường ấy. Mày cứ ngồi xuống đi, nó nghe chân nó lại.
Cái gì đây? Ủa sao tôi thành chấm đỏ rồi? Uống nước nữa. Khó quá nha. Hãy tìm ra được đường đi rồi, giờ không thấy đường nữa nè. Ai đi tới đâu chiếu trên trần á, là trên trần nó không bao giờ có đèn. Ui em thành màu vàng rồi. Ai trước mặt đây? Em đúng không? Màu đỏ là anh á. Em màu vàng nè. À, đi vô thêm màu đỏ đi. Đi theo màu tím đi. Em đi theo màu tím. Còn em đi theo màu đỏ đi. Rồi thấy rồi nè, thấy không hết. Chỗ này cụt rồi. Ra ngoài lại. Bên trái mình. Chạy vậy? Ai chạy vậy? Ai chạy vậy? Ngồi xuống mà đi chạy. Bị vướng. Ngồi xuống cho đi. Đi cho ăn thử kìa. Bị vướng, hai. Đi rồi đi. Anh này đi ghê chứ, đi ghê chứ. Rồi, nó bị vướng rồi từ. Tao đi. Nè, bên trái nè, phải nè. Bên phải đủ màu cái đường đó đi rồi mà đúng không? Bên phải. Đi, gần hết thể lực rồi. Let's go. Rồi, tới nhà đây, đây. Ok đây rồi. Đây rồi, Ngọc đâu? Đây. Rồi vô Ngọc, vô luôn Ngọc. Yeah. Coi mệt mỏi. Quá mệt. Không biết còn đâu mà. Chơi xong lên độ. Còn đâu mà chơi. Thì đi xuống cầu thang hay lên đây? Ấy có exit nè. Ấy có đâu? Có chỗ hầm nè. Lên đi sao đứng đây vậy? Ủa trong cái hầm nó kêu quá vậy? Đúng rồi, qua cái hầm đúng rồi, qua cái hầm là qua màn á. Nó mở cái gì hình tích mấy kìa? Qua cái hầm á, cửa 94 đúng không? Trời ơi, còn nhiều màn nữa mà. Đúng rồi, cửa 94 á. 94 này nè. Đúng rồi, mình đi từ cửa 94 đúng rồi. Đúng rồi. Vậy là cửa, mình đi ra từ số 0, số 1, 94 với số 4 rồi. Vô đây lại mở này tiếp à? Nó đóng mà sẵn. Mở cái đó rồi vô lại ngồi phòng 94 thôi. Ủa phòng số 0 còn khóa hả ta? Phòng số 0 nhớ qua rồi mà. It's hurt you. À mình cửa số 7. Số 7 chứ không phải cửa 94 đâu. 94 là cái cửa hồi nãy, cái cửa mà đồng cỏ á. Vậy là mình phải vô cửa số 7 á, cửa số 7 là cái nhà có cầu thang nè. Bây giờ chỉ còn đúng một trận nữa thôi. Cửa số 7 nè. Là Thalassophobia level 7. Vô số 7 á. Mở cửa đã. Rồi. Mở chưa? À rồi. À vô số 7 bên đây nè. Bên trong kia là backroom à? Đợi em hát, đợi một người nữa đi. Rồi. Đây, vô số 7 nè. Vô cái nhà này. Vậy là màn này màn cuối rồi nè. Chắc vậy rồi đó. Đi xuống cầu thang thôi. Rồi, xuống cầu thang. Cái gì nè? Trời ơi, ngập nước. Có chiếc tàu. Lên bên đây. Leo tàu đây. Lên, nhảy lên. Làm gì leo được? Nhảy được không? Không được. Em có. Ủa gì vậy? Ồ, ấn vô cái. Ủa, ai ấn vô cái gì vậy? Em ấn vô cái tủ cái nè. Em đang ở trên tàu nè. Ở trên tàu. Hết rồi, hết rồi. Cửa cuối rồi. À vậy là hôm nay mình phá đảo game rồi. Khỏe. Yeah, hôm nay đã phá đảo game Make Room rồi. Yo. Quá mệt rồi.
hết. Hết nghe rồi, hết nghe rồi. À, hết rồi. Mình chơi chế độ khó luôn ghê chứ. Ừ, chế độ khó vượt qua mấy màn luôn. Ok. Ok, sao? Out game. Xóa luôn game.